Chàng rể kỳ quái, Giang Hải. Chương 311. Cậu không biết đây là xe của ai sao? Nói ra dọa chết cậu đấy. Vẻ mặt lái xe tức khắc trầm xuống. Anh ta chính là lái xe cho ông chủ nhà họ Tả, người bình thường nhìn thấy, đến tư cách quỳ gối nâng giày cũng không có. Tập đoàn Uyển như thành phố Giang Tư, cũng phô trương thật lớn. Chỉ là anh ta cũng biết, trước mặt Tả Quang Tổ không được lỗ mãng. Nếu không người bảo vệ trước mặt này, sớm đã bị đánh ngã lăn ra đất rồi. Xe ai vậy? Bảo vệ khinh miệt liếc mắt nhìn. Anh cứ nói ra thử đi, biết đâu thật sự dọa được tôi. Cực kỳ ngông cuồng. Cậu! Lái xe tiến lên một bước, thiếu chút không nhịn được nữa muốn ra tay. Đây là xe của nhà họ Tả ở Thanh Thiền, không muốn chết thì mau chạy đi mở cửa thông báo. Nhà họ Tả! Bảo vệ hơi nghiêng người đứng lên, vẻ mặt cổ quái. Nhà họ Tả ở Thanh Thiền. Giờ biết sợ rồi sao? Lái xe hừ lạnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Nhà họ Tả ở Thanh Thiền, con quái vật khổng lồ mà không chỉ có ở Thanh Thiền, ngay cả ở thành phố Giang Tư, cũng không một ai dám trêu chọc vào, nhà họ Tả chính là ăn thông cả thế lực ngầm lẫn thế lực ngoài sáng. Nhà họ Tả, chưa nghe bao giờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bảo vệ thu lại biểu cảm trên mặt, ném ra một câu. Ngay sau đó xoay người ngồi xuống. Không có hẹn trước, từ đâu tới thì quay về đó đi. Lúc này trên lầu, Giang Hải đang đứng ở phía trước cửa sổ, mỉm cười nhìn dưới lầu. Tả Quang Tổ đích thân tới gặp mình, điều này khiến Giang Hải có chút bất ngờ. Anh không ngờ, gia chủ nhà họ Tả ở Thanh Thiền, thế mà lại có thể ẩn nhẫn đến mức này. Người này mới là người làm đại sự, nhà họ Tả có thể lớn mạnh vậy ở Thanh Thiền, cũng là có nguyên nhân. Chịu thua trước Giang Hải, sẽ đổi được cơ hội chuẩn bị phản công. Không hề nghi ngờ, Tả Quang Tổ một khi đợi được đến cơ hội, sẽ không chút do dự dồn Giang Hải vào chỗ chết. Cao thủ chân chính trên đời này, thông thường đều là mặt hiền lành đức độ, nhưng tâm lại tàn nhẫn. Đế vương, anh tính toán làm như thế nào? Thất Hồn sắc mặt bình tĩnh, giọng nói điềm đạm. Theo cách nhìn của anh ta, cấu kết với võ sĩ Nhật, nhà họ Tả chú định là sẽ phải bị hủy diệt. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không chỉ có Giang Hải, phương Đông rất nhiều thế lực, đều sẽ nhằm vào nhà họ Tả. Giang Hải hơi hơi mỉm cười, chuyện này cũng không cần vội. Trực tiếp tiêu diệt nhà họ Tả, thật ra không hề khó. Nhưng hậu quả e rằng khó có thể khống chế. Nếu Tả Quang Tổ chết, nhà họ Tả cũng sẽ không tan rã. Ngược lại, Thanh Thiền, sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Bất luận là thế giới ngoài sáng hay là thế giới ngầm. Mà quá trình này, nhà họ Tả ở Thanh Thiền cùng với thế lực của Nhật đang ngầm tiến dần vào phương Đông, tất nhiên sẽ đục nước béo cò tận dụng thời cơ đại loạn này. Hòa bình và ổn định mới là quan trọng nhất. Sắp xếp gặp ông ta một lần đi. Dưới lầu, bảo vệ nghiêng đầu ngậm thuốc lá, nằm ở trên ghế, hai chân đáp ở trên bàn. Nếu tôi là anh, tôi sẽ không nhiều lời như vậy, thật không biết xấu hổ, mau mau biến đi. Người lái xe hung hăng nắm chặt tay thành nắm đấm. Mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Trên xe, Tả Quang Tổ xanh mặt, người khôn ngoan như vậy sao có thể nhìn không ra, Giang Hải đây là đang cố ý làm nhục ông ta. Ông ta hít sâu một hơi, chậm rãi từ trên xe bước xuống, anh bạn nhỏ, phiền cậu đi thông báo một tiếng, tôi là gia chủ của nhà họ Tả, Tả Quang Tổ. Reng reng reng, điện thoại đổ chuông, người bảo vệ nghe máy. Vâng, vâng, được ạ. Gác máy, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Xe thì để bên ngoài đi, bên kia có quán cà phê, lát nữa anh Giang sẽ xuống lầu. Tả Quang Tổ kìm chế lửa giận trong lòng, cắn chặt hàm răng, nhưng trên mặt vẫn thể hiện ý cười. Ông chủ, người đi cùng của nhà họ Tả sao có thể chịu được loại coi thường này, nhà họ Tả đã khi nào phải chịu sự khinh khi như vậy? Vẫy vẫy tay, Tả Quang Tổ nói, Giang Hải này, không hề đơn giản, hiện tại chúng ta rất bị động. Không có ưu thế tuyệt đối. Thể diện không có ý nghĩa gì, nhà họ Tả chẳng lẽ là dựa vào thể diện phát triển cho tới hôm nay. Nửa tiếng sau, Giang Hải thong thả đi tới, còn vừa đi vừa ăn kem ly. Anh chính là Tả Quang Tổ. Tùy ý nhìn lướt qua, Giang Hải vừa ngồi xuống, búng tay một cái, lập tức có người đưa tới một ly cà phê. Đây là nhà họ Tả ở Thanh Thiền. Giang Hải chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao nhìn sang. Nơi này, không đến lượt cậu nói chuyện. Người nọ hơi há miệng, đứng lặng một lúc cũng không thốt ra được nửa chữ. Ánh mắt Giang Hải thực đáng sợ,
làm anh ta có loại cảm giác tim đập nhanh, giống như có một con dao mổ đang treo ở đỉnh đầu, chỉ cần hơi ngỗ ngược, lập tức sẽ mất mạng. Thật là đáng sợ. Mới chỉ là một ánh mắt thôi. Các cậu đi ra ngoài trước đi. Tả Quang Tổ chậm rãi nói. Ông chủ, bọn họ đang lo lắng an toàn của Tả Quang Tổ. Đi ra ngoài. Đám người đã đi hết, khóe miệng Giang Hải chậm rãi gợi lên. Ông che giấu cũng thật kỹ. Sao anh lại nói vậy? Tả Quang Tổ buông ly cà phê, sắc mặt rất mực trầm ổn. Rất ít người biết, gia chủ của nhà họ Tả, thế mà lại là một cổ võ giả. Chỉ e, những cổ võ thế gia của phía Tây cũng chưa chắc đã biết. Giang Hải đánh giá Tả Quang Tổ từ trên xuống dưới. Ông ta không chỉ là cổ võ giả, mà còn là một cao thủ hiếm có. Phương Đông, đúng là cao thủ có mặt khắp mọi nơi, chẳng trách thế lực nhà họ Tả ở Thanh Thiền mạnh mẽ như thế. Anh! Đồng tử Tả Quang Tổ chợt co rút lại, sắc mặt đại biến. Ngay cả đến người nhà họ Tả đều không rõ, Tả Quang Tổ là cổ võ giả, Giang Hải làm sao mà biết được? Anh sao lại biết được? Giang Hải nếu đã nói ra, tự nhiên là có bằng chứng, nên Tả Quang Tổ cũng không che giấu nữa, có làm vậy cũng không có ý nghĩa gì. Ngượng ngùng cười, đoán thôi. Ngoặc kép, Tả Quang Tổ trầm giọng nói, anh Giang, lần này tôi tới, là muốn biết, nhà họ Tả ở Thanh Thiền, và anh Giang đây, rốt cuộc đã xảy ra hiểu lầm gì? Giang Hải duỗi tay, hiểu lầm, chúng ta trước nay chưa từng hiểu lầm gì. Nói như vậy, anh Giang giết con cháu của nhà họ Tả chúng tôi, là có nguyên nhân. Ngay đến tượng đất cũng có ba phần đặc tính của đất, Tả Quang Tổ suýt chút nữa không chịu nổi mà bùng nổ. Giang Hải này đúng là không coi nhà họ Tả ra gì. Ngông cuồng, tự đại, ngang ngược kiêu ngạo. Nếu không thì sao? Giang Hải điềm nhiên châm một điếu thuốc. Nếu như vậy, nhà họ Tả đã đắc tội với anh Giang chỗ nào vậy? Giang Hải lắc đầu, bởi vì trông xấu xí. Xấu xí? Đây cũng là lý do á. Đối với Giang Hải mà nói, bất luận là làm gì ai, đều không cần lý do, càng không cần giải thích. Sở dĩ gặp mặt Tả Quang Tổ, chỉ là vì Giang Hải đang rảnh, nhàn. Anh Giang, chẳng lẽ anh thật sự muốn cùng nhà họ Tả cá chết lưới rách sao? Anh hình như, còn không có thực lực này. Tả Quang Tổ thật sự nổi giận, không thể nói chuyện tử tế, vậy thì đánh. Nhà họ Tả truyền thừa ngàn năm, há là bị dọa sợ. Đã từng xuất hiện không ít cao thủ, cuối cùng không phải đều bị nhà họ Tả tiêu diệt đó sao? Có thực lực hay không, sau qua mới biết được. Giang Hải chậm rãi đứng dậy. Cười lạnh, nhà họ Tả, trước tiên cứ rửa sạch cái cổ đi, chờ đó. Không cho ông ta cơ hội nói thêm câu nào, Giang Hải đứng dậy rời đi. Đằng sau, Tả Quang Tổ đang bừng bừng lửa giận, nắm chặt hai tay thành nắm đấm. Giờ phút này, ông ta có một loại kích động, muốn một quyền thể kết thúc mạng sống Giang Hải. Nhưng, ông ta không làm vậy, cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng tất cả. Suy cho cùng thì nơi này là địa bàn của Giang Hải. Hơn nữa Giang Hải cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức biết rõ ông ta là cổ võ giả, mà còn nghênh ngang như vậy. Giang Hải lại là cao thủ phẩm cấp gì đây? Ông chủ! Trở lại xe, sắc mặt Tả Quang Tổ đã khó coi tới cực điểm, người kia của nhà họ Tả, nhịn không được dò hỏi tình hình. Trở về, nghênh chiến. Bốn chữ này, đối với nhà họ Tả hiện giờ mà nói, là trầm trọng. Việc đã lên âm mưu từ lâu kia, chỉ bởi vì một tên Giang Hải nho nhỏ. Mà đã hoàn toàn mắc kẹt. Nhật Bản bên kia, nghe nói tất cả võ sĩ đều chết thảm, đầu tiên là nổi giận, tiếp đó lại nói muốn sắp xếp cao thủ đi báo thù. Nhưng, khi nghe nói người ra tay là Giang Hải, thì lại im lặng không có tin tức gì nữa. Hơi hơi nheo lại hai mắt, suy nghĩ trong đầu Tả Quang Tổ càng thêm trầm trọng. Giang Hải, rốt cuộc có thân phận gì? Võ sĩ Nhật, thế mà đều sợ hãi. Đối đầu với người như vậy, cho dù nhà họ Tả thắng, cũng sẽ phải trả cái giá rất lớn. Huống chi, Tả Quang Tổ cũng không nắm chắc 100%. Liên hệ Tây Cảnh, lập tức liên hệ đi. Trong thần sắc của Tả Quang Tổ, lần đầu tiên xuất hiện vẻ kiêng kỵ cực độ. Ở Tây Cảnh, chỗ dựa của nhà họ Tả chính là nhà họ Tô. Cổ võ thế gia có thế lực khổng lồ. Thật sự muốn đấu cùng nhà họ Tả sao? Sắc mặt thất hồn đầy lo lắng. Yên tâm đi, cũng không vi phạm nguyên tắc. Đế vương, tuyệt đối sẽ không can thiệp vào cân bằng thế lực của Phương Đông. Đầu tiên là tiêu diệt nhà họ Doãn, rồi lại tiêu diệt nhà họ Tả. Đối với hoàng tộc mà nói, đế vương cũng đã có can thiệp vào thế lực hoàng tộc thống trị.
Giang Hải cũng không tính toán làm như vậy. Nhưng, nếu như trong đó có liên quan chặt chẽ đến võ sĩ Nhật, đó lại là một khái niệm khác. Đế vương, hội duy hợp tháng sau sẽ tụ họp ở đảo Hòa Bình. Giang Hải khẽ gật đầu, anh cũng đã mong chờ ngày này rất lâu. Thanh Thiền, nhà họ Tả. Tả Quang Tổ vừa mới trở lại Thanh Thiền, đã được nghênh đón như một vị khách đặc biệt. Tả Tang, nhà họ Tả không thể bảo vệ tốt cho an toàn của võ sĩ Nhật, đúng là nên đưa ra một câu giải thích thuyết phục. Dáng người thấp bé, đỉnh đầu cạo trọc, phía dưới lỗ mũi mọc một chùm ria mép trông giống như lông mũi. Ngẩng khuôn mặt như quả bí ngô, giọng điệu chất vấn, khinh thường nhìn Tả Quang Tổ. Ông tuyệt hậu, võ sĩ Nhật chết thảm, tôi cũng vạn phần bi thống, nhưng cái này không phải sai lầm của nhà họ Tả. Mà ở đằng sau, một người của nhà họ Tả nghe thấy loại họ tuyệt hậu này, suýt chút nữa không nhịn được cười thành tiếng, cố nén cười đến mức mặt đỏ bừng. Họ tuyệt hậu, liệu có phải là tuyệt tử tuyệt tôn? Gã ta hừ lạnh một tiếng, nói như vậy, nhà họ Tả là muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Tả Quang Tổ cũng có chút bực bội, nhưng vẫn là trầm giọng nói, ông tuyệt hậu, nhà họ Tả tôi và các ông là quan hệ hợp tác, chứ không phải quan hệ cấp trên cấp dưới. Việc chúng ta nên làm hiện tại, là báo thù, chứ không phải đẩy trách nhiệm cho nhau. Ý của Tả Quang Tổ đã rõ, nếu người Nhật muốn dở trò chơi không cần thể diện, vậy ông ta cũng sẽ không khách sáo. Gã có họ là tuyệt hậu kia cũng không muốn giả néo đứt dây, suy cho cùng thì bọn họ cũng muốn phát triển thế lực ở phương Đông. Báo thù, gã ta hỏi, tôi cũng muốn nghe xem, Tả gia chủ có cao kiến gì. Tả Quang Tổ nở nụ cười dữ tợn, cúi người tiến lên, nhỏ giọng nói nhỏ vài câu. Hai người nhìn nhau cười. Gã kia gật gật đầu, Tả gia chủ, nếu thật có thể như vậy, tên Giang Hải kia, cứ giao cho võ sĩ Nhật chúng tôi. Tả Quang Tổ cũng không rõ ràng thân phận của Giang Hải, nhưng gã tuyệt hậu kia chắc hẳn sẽ biết. Hơn nữa, gã còn biết, đầu của Giang Hải đáng giá bao nhiêu tiền. Mấy tháng trước, võ sĩ Nhật tiến vào phương Đông, kết quả toàn quân bị tiêu diệt. Mối thù hận này, Nhật sẽ không quên. Sau đó, hai người trao đổi chi tiết, một cái lưới lớn nhằm vào Giang Hải, chậm rãi được giăng ra. Chỉ cần Giang Hải chui đầu vào trong, thì dù có là thần tiên hạ phàm, cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Bàn xong chính sự, Tả Quang Tổ nháy mắt, rất nhanh từ bên ngoài có mấy người tiến vào, đều là những cô gái trắng trẻo, xinh xắn. Ông tuyệt hậu, đây là món quà nhỏ mà nhà họ Tả chuẩn bị cho ông. Đôi mắt ảm đạm của gã ta lập tức sáng bừng lên, liên tục nở nụ cười dâm đãng. Chương 312. Tập đoàn Uyển Như, thành phố Giang Tư. Giang Hải cầm điện thoại, sắc mặt thâm trầm. Anh, chuyện này xem ra anh phải tự mình đi làm. U hươm, đánh rắn phải đánh dập đầu. Anh, thâm nhập vào Nhật Bản, anh nhất định phải chú ý an toàn. Ngoặc kép ngoặc kép. Tắt máy, sắc mặt Giang Hải càng thêm âm trầm. Thất hồn, cậu mang theo kiếm tự môn, đi Nhật Bản, bảo đảm an toàn cho sư huynh. Thất hồn hơi khó xử, đế vương, bên cạnh anh. Nhật Bản sẽ không dốc toàn bộ lực lượng, cũng vừa vặn, làm xong chuyện này, cũng là lúc đi gặp đám người của hội duy hợp kia. Thấy Giang Hải kiên quyết như vậy, thất hồn hơi khom lưng, xoay người rời đi. Mà Giang Hải chậm rãi ngẩng đầu. Ngắm nhìn những đám mây đen đang trôi ở phía chân trời. Sắp thay đổi thời tiết sao? Tôi vốn không nghĩ sẽ xử lý những thứ vụn vặt này sớm như vậy. Giữa phương Đông và Nhật Bản, có một mối thù truyền kiếp vĩnh viễn cũng không thể hóa giải nổi. Rất nhiều người không biết, phương Đông và người Do Thái cũng có mối thù truyền kiếp chưa hóa giải. Nhật Bản đã từng cấu kết với người Do Thái, từng lập ra kế hoạch đánh bắt lớn ở phương Đông. Vọng tưởng biến ba tỉnh phía Bắc tạo thành vương quốc của người Do Thái. Cho đến ngày nay, ở bên ngoài Thiên Lương, vẫn còn có một khu tự trị của người Do Thái. Trở lại văn phòng, Cố Uyển Như đang cau mày lật xem một bản tài liệu. Vừa rồi mẹ gọi điện thoại tới, nói buổi tối ăn cá. Cố Uyển Như đầu cũng không nâng lên. Qua hồi lâu, Cố Uyển Như mới đặt tài liệu trong tay xuống, xoa bóp giữa hai chân mày. Ngày mai đi biển một chuyến đi. Đi tắm biển. Giang Hải cười hì hì, trong lòng đang nghĩ, Cố Uyển Như mặc đồ bơi vào, vậy thật sự khiến người ta chết mê chết mệt. Tắm biển gì chứ, là đi chụp hình cho Lam Sương Nhi. Hiện giờ, Lam Sương Nhi trực thuộc công ty giải trí Uyển Như dưới cờ tập đoàn Uyển Như, dưới sự sắp xếp của Cố Uyển Như, tận lực bao bọc Lam Sương Nhi, những bài hát mới cũng đang trong quá trình sáng tác, tin tưởng nhất định sẽ thu hút không ít người hâm mộ.
Dựa theo kế hoạch của Cố Uyển Như, một album đơn này của Lam Sương Nhi sẽ chỉ tặng chứ không bán. Mua sắm đủ một lượng sản phẩm của tập đoàn Uyển Như là có thể nhận được một album chính thức. Đây là kế hoạch của công ty giải trí báo lên, em cảm thấy cũng được. Nói xong, Cố Uyển Như đưa tài liệu cho Giang Hải xem. Giang Hải quét mắt qua vài lần, khóe miệng tươi cười nhếch lên. Gần đây tập đoàn Uyển Như mới đẩy ra sản phẩm mới, khách hàng mục tiêu chính là những người trẻ tuổi. Bộ phận marketing của công ty sau một phen suy nghĩ, nghĩ ra cách tặng poster ảnh cá nhân có ký tên của Lam Sương Nhi. Lam Sương Nhi vẫn luôn lấy hình tượng ngọc nữ, ảnh cá nhân kiểu này cũng chưa từng chụp qua, tin tưởng sẽ dấy lên đề tài không nhỏ. Mà lúc này, Giang Hải lại không hề quan tâm đến việc chụp ảnh kia của Lam Sương Nhi, nhìn Cố Uyển Như, tưởng tượng ra nếu vợ mình cũng chụp một bộ hình như vậy, mình nhìn thấy không biết có chảy máu mũi hay không. Anh ở đó cười xấu xa gì vậy? Cố Uyển Như bị Giang Hải nhìn đến dựng tóc gáy. Giang Hải tiến lên, kéo Cố Uyển Như vào trong lồng ngực, không đợi Cố Uyển Như nói chuyện, đã cúi đầu, phong tỏa đôi môi Cố Uyển Như. Trong giây lát, đầu óc Cố Uyển Như hoàn toàn trống rỗng. Giang Hải càng lúc càng to gan, ngay trong văn phòng, không hề cố kỵ mà làm chuyện đáng xấu hổ. Chính mình lại không có sự chuẩn bị tốt, quá đường đột. Giống như, cho đến tận khi Giang Hải buông cô ra, Cố Uyển Như vuốt ve chút ấm áp trên môi mình, giống như cũng không cần chuẩn bị cái gì. Bốn mắt nhìn nhau, Cố Uyển Như hận không thể tìm cái khe đất mà chui vào. Quá xấu hổ. Ngày mai anh có đi hay không? Cố Uyển Như hỏi. Giang Hải lắc lắc đầu, vừa định nói không đi, nhưng ngay sau đó lại gật đầu nói anh cùng đi với em. Tuy hệ thống tình báo của Minh Khôn vẫn luôn đang giám thị Thanh Thiền bên kia, nhưng đối với an toàn của Cố Uyển Như, Giang Hải trước sau vẫn không thể nào yên tâm. Anh cũng đi. Đi xem mỹ nữ. Giang Hải cười xấu xa, thưởng thức vẻ hơi ngượng ngùng đầy yêu kiều của Cố Uyển Như. Cố Uyển Như cũng thật đơn thuần, thiện lương, chỉ e cô vĩnh viễn không thể tưởng được, thế giới ngầm tàn khốc và vô tình như thế nào. Có điều, Giang Hải chưa từng nghĩ sẽ để Cố Uyển Như nhìn thấy những thứ dơ bẩn đó. Cô không cần phải biết, Giang Hải làm là được rồi. Cuộc họp công bố sản phẩm của tập đoàn Tiên đã khai màn xong, tỉnh Hải Đông dấy lên một làn sóng vang động lớn. Mọi người đều đang hứng thú suy đoán, sản phẩm tung ra lần này của tập đoàn Uyển Như là gì. Thật ra, điều làm mọi người cảm thấy hứng thú nhất chính là, trong 100 người đầu tiên mua được sản phẩm, đều sẽ được tặng một tập poster ảnh cá nhân có chữ ký của Lam Sương Nhi. Không biết bao nhiêu chàng trai đang tha thiết ước mơ đồ vật như thế, vậy mà lại tặng không? Vốn dĩ. Lam Sương Nhi chỉ là tiểu minh tinh tuyến 2, bởi vì công ty giải trí đổi chủ, cũng bởi vì cuộc họp báo truyền thông của tập đoàn Uyển Như, đã tạo ra danh tiếng lớn. Mọi người sôi nổi suy đoán, nữ minh tinh này có bối cảnh gì, cũng như có tác phẩm gì. Có chú ý thì sẽ trở thành chủ đề hot, rất nhanh, cái tên Lam Sương Nhi nhảy ngay lên bảng hot search tìm kiếm. Lấy tên lên hot search, từ xưa đến nay, e là Lam Sương Nhi cũng là người đầu tiên. Cũng phải nói rằng, tuyên truyền đúng vào điểm tốt, hoạt động mở rộng vô cùng thành công. Lam Sương Nhi và tập đoàn Uyển Như đều thắng lợi. Ngày hôm sau, Giang Hải mang theo Cố Uyển Như đi ra biển. Tất cả mọi nhân viên đều đã làm xong công tác chuẩn bị, chỉ đợi Lam Sương Nhi trang điểm xong là sẽ chụp ảnh. Lam Sương Nhi liếc mắt một cái đã nhìn thấy chiếc xe đang dừng cách đó không xa. Giang Hải xuống xe, mở cửa xe cho Cố Uyển Như. Trong phút chốc, nội tâm Lam Sương Nhi lại vô cùng căng thẳng, không bình tĩnh nổi. Trong đầu lại lần nữa hồi tưởng lại hình ảnh nam tính, kiên cường của Giang Hải khi ở Thanh Thiền đối mặt với Tả Thành, khi anh giáo huấn Tả Thành, thật sự uy vũ khí phách. Cô ta còn nhớ lại, trên người Giang Hải tản mát ra hơi thở mãnh liệt đầy nam tính. Cố Tổng, anh Giang. Đạo diễn phụ trách chụp hình lần này, nhìn thấy sếp lớn đến, một đường chạy vội chạy lên phía trước. Anh cứ bận việc của anh đi. Chúng tôi qua đây xem chút thôi. Cố Uyển Như nhìn về phía Lam Sương Nhi, vẫy vẫy tay chào. Cố Uyển Như đi lên trước, quan sát Lam Sương Nhi một lượt từ trên xuống dưới, vô www, bộ quần áo này thật xinh đẹp. Trang phục của Lam Sương Nhi khiến Giang Hải có chút thất vọng, anh còn đang cho rằng chụp ảnh poster đều sẽ mặc rất ít, không ngờ là vẫn giữ phong cách ngọc nữ như cũ, toàn thân bao bọc kín mít. Cố Uyển Như và Lam Sương Nhi cười cười nói hàn huyên vài câu. Hai người tuy quen biết chưa bao lâu, nhưng lại chỉ hận gặp nhau quá muộn, thân thiết khiến người ngoài còn tưởng là chị em thân thiết. Giang Hải đi sang một bên,
rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rít mạnh vài hơi, ngay sau đó, trước khi Cố Huyền Như xoay người, ném xuống, dẫm dẫm vào trong cát. Giả bộ không có việc gì tìm ghế ngồi xuống, lấy điện thoại ra xem. Nè nè, ai cho các anh dựng lều bạt ở chỗ này? Nhanh thu dọn mớ đồ đạc lộn xộn này đi. Đột nhiên, một âm thanh kỳ quái truyền đến, giọng điệu rất ngang ngược. Đạo diễn quay đầu nhìn lại, sửng sốt một chút, lúc này có một đám người đi tới, trực tiếp làm lơ tất cả các công nhân viên, lập tức muốn đi dỡ bỏ lều chụp ảnh. Khoan đã! Những thiết bị này đều đã được điều chỉnh xong, nếu bị động vào, sợ là sẽ lại mất một khoảng thời gian khá lâu để điều chỉnh lại. Các anh làm gì đó? Tại sao lại quấy rầy chúng tôi chụp hình? Tìm chỗ chụp hình, đương nhiên phải chọn lựa nơi có phong cảnh đẹp nhất. Bãi biển này là nơi có phong cảnh đẹp nhất ở thành phố Giang Tư này. Nhưng nơi này lại là bãi biển tư nhân, tập đoàn Uyển Như thuê dùng, cũng đã trả tiền. Cho nên đạo diễn nói chuyện vô cùng tự tin. Người dẫn dầu hơi ngẩng đầu, một bên lông mày nhướn lên, khóe miệng hơi nhích, cười lạnh một tiếng, này lão già, ông có bị điếc không thế? Ông đây nói các người lập tức cút đi, không nghe thấy à? Nói xong, tên lỗ mãng đi đầu duỗi tay muốn dỡ thiết bị. Các anh muốn làm gì? Đây là chỗ của bọn tôi. Đạo diễn rất là bực bội, bỏ tiền thuê phim trường, vô duyên vô cớ ban ngày ban mặt lại xuất hiện loại người chuyện gây sự như vậy, bất cứ ai cũng sẽ không để yên được. Tên dẫn đầu ngẩng đầu nhìn đạo diễn, giơ chân đá cái bàn sang một bên. Bảo mấy người cút đi thì cút đi, sao còn lắm lời vậy, còn không cút đi, tao sẽ đập nát những thứ này. Nói ra một cách nhẹ nhàng, vừa nghe đã biết giọng điệu ngang ngược, không hề kiên nhẫn. Các người cũng quá ngang ngược rồi đấy. Đạo diễn nổi giận, ông ta đã đi qua rất nhiều nơi, loại ác bá này cũng thấy không ít, nhưng gây sự ở chỗ phim trường đã được thuê, thật sự đúng là lần đầu. Trước khi tới thành phố Giang Tư, đạo diễn này cũng đã nghe qua, chị An trong thành phố Giang Tư rất tốt, có thể nói đêm không cần đóng cửa, nhặt được của rơi cũng không ai tham lam. Không ngờ, nghe đồn chưa hẳn đúng, phải tận mắt nhìn mới là sự thật. Tên lỗ mãng kia sắc mặt tức khắc trầm xuống. Vẫn còn mạnh miệng, đừng trách tôi không nhắc nhở ông, bây giờ cút đi ngay còn kịp, chờ chúng tôi ra tay rồi, những thiết bị này, tôi sẽ đập nát không chừa cái nào. Đạo diễn kia cũng nổi giận, thành phố Giang Tư thật sự là nơi không nói đạo lý sao? Những người này sao lại ngang ngược như vậy? Không chỉ có đạo diễn, ngay cả những nhân viên đang đứng một bên đều đang tức giận. Các người dám! Đạo diễn đứng chắn ở trước thiết bị. Nhân viên đằng sau cũng chạy tới chắn, những thứ này đều là đồ kiếm cơm của bọn họ. Hiện tại có ai không biết, Lam Sương Nhi và giám đốc tập đoàn Uyển Như thân thiết như chị em, công ty đi chụp hình cho Lam Sương Nhi, là đặc biệt phá lệ coi trọng. Thậm chí, công ty còn tuyên bố, nếu bộ hình này chụp tốt, nhận được hưởng ứng tốt, bọn họ sẽ nhận được không ít tiền thưởng. Lần này đến thành phố Giang Tư, bọn họ đều đã đem thiết bị tốt nhất của mình tới. Đúng là muốn chết. Tên ngang ngược cầm đầu cười lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm, giơ tay lên, các anh em, lên đi, đập hết đồ đạc của bọn họ ra cho tôi. Vừa dứt lời, những tên côn đồ phía sau lập tức vọt ra, muốn ra tay cướp lấy thiết bị. Đạo diễn vội vã, tức giận nói, bảo vệ thiết bị. Đồng thời cùng lúc cũng vật lộn với một người đàn ông. Các người dám đụng đến đồ của chúng tôi sẽ liều mạng với các người. Ông ta hét lớn một tiếng, ra sức đẩy. Nhưng dù gì tuổi tác cũng cao rồi, người kia chỉ lui lại mấy bước, đạo diễn lại đụng vào thiết bị rồi ngã xuống. Tên dẫn dầu hừ một tiếng, nhấc chân lên đạp một cái. Đạo diễn vừa lảo đảo đứng lên còn chưa vững, đầu lại cắm vào trong bãi cát. Tên cầm đầu tiến lên, hung dữ đạp lên bụng ông ta, khiến đạo diễn phải co người lại. Gót giày bẩn thỉu, đạp lên trên mặt đạo diễn, mạnh mẽ giày ấn. Đạo diễn đau đớn rên rỉ, trên mặt và trên người đều dính cát. Lão già này không biết sống chết, cũng không nghe ngóng xem, ông đang ở nơi nào. Ông đây hỏi lại ông lần nữa, có nhanh cút đi không? Phía bên kia, những nhân viên làm việc nào phải là đối thủ của những người này, một trận gà bay chó sủa. Thiết bị cũng loạn thành một đống, người ngã ngựa đổ. Mấy người nhân viên đang cố gắng che chở cho thiết bị, mặc kệ lũ người côn đồ kia đang ra sức đạp lên người họ. Vài người máu mũi còn chảy thành dòng, trên người chỗ xanh chỗ tím. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không cho bọn họ hủy hoại thiết bị. Nhân viên kêu thảm lên, trong ngực ôm thiết bị giá trị nhất, chết cũng không buông tay.
đừng động vào thiết bị của tôi, đừng động vào. Gào lớn lên, gân xanh cũng nhô lên, vô cùng cuồng loạn. Mẹ kiếp! Tên cầm đầu nhổ tuyệt bãi nước bọt về phía đạo diễn, bảo cút đi không cút. Chẳng lẽ, ông muốn chết ở đây sao? À, lại đá tiếp một cái vào ngực đạo diễn, vô cùng hiểm ác. Chương 313. Một cú đá này, tên côn đồ cơ hồ dùng toàn bộ sức lực, cũng hoàn toàn phát tiết lên người đạo diễn một cách tàn nhẫn. Một tiếng gào giống lên, đạo diễn cũng như phát điên ôm lấy đùi gã kia, há miệng cắn. Lũ khốn nạn, tôi liều mạng với các người. Một người phong nhã lịch sự, đã hoàn toàn điên cuồng. Nhưng rốt cuộc thì ông ấy cũng đã có tuổi, bất luận là sức lực hay tốc độ, đều không so được với gã côn đồ kia. Tên kia bị cắn đau, la lên một tiếng, co chân đá văng đạo diễn ra. Bà ngoại mày, tao phải đánh chết mày. Tên này tay đấm chân đá, đạo diễn đau đớn không thôi chỉ có thể ôm đầu cuộn tròn, tùy ý cho cơn mưa đạp đá rơi trên thân mình, không lâu sau, khóe miệng đạo diễn tràn ra máu tươi. Đều dừng tay lại. Ai dám cử động thì thử xem. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Giọng nói tuy không lớn, nhưng cứ có một loại ma lực, làm tất cả mọi người vì thế run lên, không khỏi dừng động tác trên tay. Giống như bị đóng đinh tại trận, tất cả mọi ánh nhìn đều tập hợp lại nhìn qua. Giọng nói này cực có lực uy hiếp, giống như pháp lệnh từ trên trời ban xuống, làm người ta không tự chủ được trong lòng sợ hãi. Tên côn đồ quay đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Gã nhìn thấy một thanh niên, vẻ mặt âm trầm đang quan sát tất cả. Mà theo đằng sau thanh niên là hai cô gái xinh đẹp đang hết sức sợ hãi. Tên này chỉ nhìn thoáng qua nhưng ánh mắt cũng không thể rời đi được. Gã ta còn chưa bao giờ gặp qua cô gái nào xinh đẹp như thế, giống như tiên tử trên thiên cung hạ phàm. Thất thần giây lát, khóe miệng gã chuyển động, không tự chủ được cười lên mấy tiếng như heo kêu. Nếu chinh phục được hai cô em này, ha ha. Bãi biển này đã từng thuộc về gã ta, mà không lâu trước đây, gã đã bán quyền sở hữu của nó đi rồi. Khi nghe nói có người muốn thuê dùng bãi biển này, đồ đạc dựng lên một đống, còn nói là muốn quay phim gì gì đó. Gã đã quyết định đến làm tiền, dù sao thì quyền sở hữu tài sản cũng chưa kịp sang tên. Hiện giờ, bãi biển này, có thể nói vẫn là của gã. Vốn chỉ nghĩ tới kiếm chút tiền tiêu, không ngờ, lại còn gặp được cô gái xinh nhường này. Vô www. Hai vị mỹ nữ, các em tới quay phim sao? Thật hợp quá, anh đây cũng là diễn viên đó, hay là chúng ta cùng nhau quay đi, thế nào? Anh đây am hiểu nhất chính là phim hành động, đặc biệt là loại không mặc quần áo ấy. Cố Uyển Như không nói gì, trên mặt cô tràn đầy tức giận. Lam Sương Nhi lại không tự chủ được nhìn vào bóng lưng Giang Hải. Bóng lưng Giang Hải cũng không dày rộng, nhưng lại cho cô ta một loại cảm giác an toàn. Tựa như khi còn đang ở Thanh Thiền, cô ta tin tưởng, chỉ cần có Giang Hải, bất luận đối diện là bao nhiêu người, đều không thành vấn đề. Cố Tổng, anh Giang, đạo diễn thấy đám người Giang Hải nghe được động tĩnh từ lều trại chạy tới, gắng gượng bò lên, trên mặt tràn đầy tự trách. Tôi, hai, thiết bị của chúng ta. Một ít thiết bị dùng màn chiếu đã vỡ tan, đạo cụ quay chụp văng vãi khắp nơi, máy cơ chụp ảnh chuyên nghiệp loại hàng đầu cũng đã bị đập vỡ. Linh kiện rơi khắp nền trên cát. Giang Hải chậm rãi gật đầu, ánh mắt mang theo tức giận nồng đậm, nhìn chằm chằm gã côn đồ kia. Nhìn ra được, người này, chính là tên cầm đầu. Tới địa bàn của anh gây sự, quả thực là chán sống rồi. Chậm rãi tiến lên, đỡ đạo diễn dậy. Ông đã vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho tôi. Đạo diễn lau sạch vết máu trên khóe miệng. Oán giận nhìn vào ánh mắt còn đang dính chặt lấy Cố Uyển Như của tên côn đồ. Thở dài, cuối cùng gật gật đầu. Thành phố Giang Tư, chính là địa bàn của tập đoàn Uyển Như, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, theo lý, tập đoàn Uyển Như nên ra mặt xử lý. Khó khăn nâng tay lên, gọi mọi người thu dọn đồ vật. Mẹ nó, lão già kia, ông đúng là không muốn sống nữa. Tên côn đồ phát hiện đạo diễn thu thập dụng cụ, lạnh lùng nói, ông đây đã nói rồi. Các người lập tức cút đi. Ngay sau đó, nhìn phía Cố Uyển Như, hai em gái này, có thể ở lại, đóng phim điện ảnh cùng anh, ha ha. Em gái, Giang Hải cười nhạo. Ai là em gái anh? Hả, tên kia hơi sửng sốt, thằng nhãi, chỗ này không chuyện của mày, không muốn chết thì cút sang một bên cho tao. Nếu, tôi không cút thì sao? Giang Hải đi qua chỗ tên lưu manh. Không muốn sống nữa à? Thì để ông đây thành toàn cho mày.
Gã ta cười lạnh một tiếng, tham lam nhìn trên về phía hai cô gái Cố Uyển Như, đôi môi khô khốc, nhếch môi cười gian. Gã đang ảo tưởng, nên dùng cách gì để tâm sự cùng hai vị mỹ nữ này đây. Ngay đến Giang Hải, gã cũng không coi ra gì, chỉ là một tên nhãi danh không biết sống chết. Thấy Giang Hải đến gần, gã ta bỗng nhiên đá về phía hạ thân Giang Hải. Hung ác tàn nhẫn, thế âm trầm mạnh mẽ. Nếu bị đá trúng, thứ đồ chơi của đàn ông, e là sẽ phế đi hoàn toàn. Bụp! Đúng như dự liệu, chân gã đá lên trên một vật mềm mại. Nhưng lỗ tai gã, lại nghe thấy một tiếng ầm vang, sau đó là âm thanh xương cốt đứt gãy răng rắc. Chân anh ta chỉ đá vào vị trí bình thường, nhưng lại giống như đá vào tấm ván sắt, xương cẳng chân, trực tiếp vỡ vụn, hơn nữa dựa vào âm thanh mà phán đoán, còn không chỉ đứt một đoạn. Đôi chân Giang Hải, đang ở giữa không trung. À! Hét thảm một tiếng, cơn đau ập đến, cả người vặn vẹo đổ sụp xuống. Thân hình uốn éo, ôm lấy một bên cẳng chân bị gãy với một góc độ kỳ dị, phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Mà điều này vẫn chưa hết, bàn tay Giang Hải vung lên, lòng bàn tay giống như cái quạt mang theo luồng gió mạnh úp xuống. Bốp! Một cái bạt tai, cảm giác như bị cả tảng đá to rơi trúng, hàm răng vỡ nát, sau đó cả người cũng bay ra ngoài. Một cái tát khiến cho tên côn đồ hoàn toàn bị đánh cho ngây dại. Đầu cắm xuống bãi cát, hai mắt trừng trừng mông lung, đầu óc trống rỗng. Mẹ kiếp! Mấy tên anh em mà gã mang tới, thấy một màn như vậy, tức khắc nổi giận, cùng nhau lao về phía Giang Hải. Bọn họ chính là đi theo gã đó kiếm ăn, lão đại của mình bị đánh, bọn họ mà dám khoanh tay đứng nhìn, e là không còn cơ hội mà lăn lộn ở đây nữa. Giang Hải chợt xoay người, ánh mắt lạnh băng nhìn quét sang. Bước chân của đám người chợt dồn lại, không dám tiến về phía trước dù chỉ nửa bước. Ánh mắt kia, thật là đáng sợ. Giống như tử thần đến từ địa ngục. Bọn họ không chút nghi ngờ, chỉ cần Giang Hải muốn, bọn họ sẽ lập tức đi tìm chết. Cả người run rẩy, không nhịn được dùng mình, mọi người chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, không tự chủ được chậm rãi lui về phía sau. Nhưng Giang Hải không hề tính sẽ buông tha cho bọn họ. Bước chân không nhanh không chậm. Tiếng đạp lên cát sàn sạt phát ra khiến tim người ta đập nhanh. Bốp! À! Bốp! À! Một loạt tiếng bạt tai giòn giã vang lên, đánh bay từng người một. Cách đó không xa, trên một cồn cát nhỏ, từng người ngã lộn nhào xuống cát, mềm như những củ hành cắm vào trong cát. À! Một bạt tai của Giang Hải, làm đầu óc tất cả bọn họ có chút chấn động, một trận mơ hồ. Dẫy dụa nửa ngày, mới rút được cái đầu đang cắm trong cát ra. Trong mũi, trong miệng, trong tai, thậm chí trong mắt, tất cả đều có cát. Bọn họ đang ho khan kịch liệt không ngừng, suýt chút nữa bị sặc chết. Tên côn đồ cầm đầu không bò dậy nổi, sụi lơ quỳ dạp trên mặt cát, nhìn Giang Hải, giống như nhìn thấy một con quái vật. Động tác Giang Hải quá nhanh. Gã ta chỉ là mơ hồ nhìn thấy tàn ảnh, mà những người anh em của gã, đều bị đánh bay. Tốc độ nhanh như vậy, cứ như, không phải người. Mày rốt cuộc là ai? Chết, tao cũng phải chết, cho rõ ràng. Tên cầm đầu kia cũng đủ can đảm, nhưng gã lại đang phải đối mặt với người tuyệt đối không thương hại kẻ địch như Giang Hải, bất luận là mềm yếu hay kiên cường, kết quả cũng sẽ như nhau. Giang Hải cười dữ tợn, đi về hướng gã. Chồng ơi! Sắc mặt Cố Uyển như có chút tái mét, Giang Hải đánh người như vậy, thật sự đáng sợ. Vô cùng hung hãn, hơn nữa còn lợi hại như vậy. Cô còn nhớ rõ, lần trước Giang Hải hung tàn như thế, chính là lần cô bị bắt cóc. Cố Uyển như biết, nếu để Giang Hải tiếp tục ra tay, rất có khả năng sẽ xảy ra án mạng. Tuy Cố Uyển như không hỏi, nhưng lần đó bị bắt cóc, quan đồng bị rơi xuống lầu chết, tự nhiên có thể đoán được là do Giang Hải làm. Lúc này, ven đường cách đó không xa, có mấy chiếc xe dừng lại, là Hạ Phi đuổi theo đằng sau. Hạ Phi mang theo những người này tới bảo vệ Cố Uyển như. Không ngờ vừa mới xuống xe, đã nhìn thấy trên bãi biển loạn thành một đống. Anh Giang! Giang Hải giơ tay lên, mang người đi, hỏi cho rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì, sau đó làm thành tượng cát. Hạ Phi biết nên làm như thế nào. Nếu mục đích tên côn đồ kia là nhằm vào Cố Uyển như vậy cũng không cần thiết tồn tại trên đời này nữa. Nếu gã đó chỉ là có chút ngang ngược kiêu ngạo, tội chết có thể miễn nhưng tội sống cũng khó tha. Nhưng mặc kệ nói như thế nào. Ở thành phố Giang Tư lại dám bá đạo như vậy, chính là cách cái chết cũng không xa. Bãi biển không phải rất lắm cát sao? Lấy chút keo nước,
lấy người làm phôi, làm thành tượng cát, cũng không khó. Hạ Phi nhìn Cố Uyển Như, hiểu rõ dụng ý của Giang Hải, vẫy tay cho người mang đám người cùng tên côn đồ kia lên xe. Chúng mày muốn làm gì? Có còn vương pháp hay không? Còn có hay không? Khẽ động vào cái chân gãy, gã ta đau đớn gào lên. Mà so với đau đớn, gã càng sợ, sợ Hạ Phi mang gã đem đi thì gã sẽ phải chịu loại, đãi ngộ, nào, chắc không cần nói cũng biết. Vương pháp, Hạ Phi phủi tay, vung một cái bạt tai. Ở thành phố Giang Tư, ông đây chính là vương pháp. Đại ca, tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Làm hỏng đồ vật của các anh, chúng tôi sẽ bồi thường, một tên tay chân khác thấy tình hình không tốt, liên tục xin tha. Bốp bốp bốp, Hạ Phi vung tay lên xuống, đánh cho mặt tên này như cái đầu heo, miệng sưng lên nên không thể ồn ào thêm nữa. Tập đoàn Uyển Như ai mà không biết, chọc cho Cố Uyển Như không vui, chính là tìm chỗ chết. Ném người vào trong xe, ánh mắt Hạ Phi trở nên lạnh nhạt. Trong mắt anh ta, mấy người côn đồ lưu manh này, đã là người chết rồi. Người anh em à, tôi có tiền, tôi sẽ đền. Tên côn đồ cầm đầu vô cùng luống cuống, cả người đều đang run rẩy, mồ hôi lạnh chảy róc rách. Mày có biết, người mà mày chọc vào, là ai không? Hạ Phi nở nụ cười dữ tợn, ở thành phố Giang Tư, Giang Hải chính là trời, là ông chủ, chính là vương pháp. Ai? Gã cầm đầu hung hăng nuốt xuống nước miếng, đảo đảo đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào bên hông Hạ Phi. Trên hông Hạ Phi có một cục sắt đen xì xì, súng lục. Mang súng sao? Thành phố Giang Tư, có ai dám mang súng? Ở phương Đông, ai dám mang một khẩu súng trên hông mà đi lại khắp nơi như thế? Trong giây lát, gã ta nghĩ tới, ở thành phố Giang Tư, nếu nói ai là tồn tại siêu nhiên, chỉ có một người có thể. Người anh em, các anh là. Chúng tôi là tập đoàn Uyển Như. Hả, gã kia sợ hãi hít một hơi khí lạnh, trên gương mặt thô kệch, nước mắt đều đã chảy vòng quanh. Tập đoàn Uyển Như. Ồ, không tin à, Hạ Phi cười, lại càng lạnh lùng, hơn nữa, người vừa rồi chơi với mày một trận, là Giang Hải. Giang Hải, hả, là Giang Hải. Gã ta thật sự đúng là không biết Giang Hải là thần thánh phương nào. Giang Hải là chồng của Cố Tổng đấy. Hạ Phi ghé sát vào tai gã, thấp giọng nói nhỏ. Ngoặc kép. Gã côn đồ gấp gáp suýt chút nữa thì tự cắn vào lưỡi mình. Sắc mặt, lập tức như cho tàn. Chương 314. Hạ Phi đưa người rời đi, Cố Uyển Như mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sắc mặt của Lam Sương Nhi trông có vẻ phức tạp. Giang Hải giống như một vị vua thống trị của thiên hạ, trước mặt anh, dường như không có chuyện gì là khó khăn cả. Tâm trạng cô ta càng thêm phức tạp. Chỉ một ngày trước, Lam Sương Nhi dùng bữa cùng với người bạn học cũ của cô ta là Ngô Mẫn. Ngô Mẫn sau khi đã uống một vài ly đã lỡ miệng nói ra thân phận của Giang Hải. Lam Sương Nhi khó có thể tin được, người đàn ông trước mặt này lại từng là một cậu nhóc bẩn thỉu, ngã xuống vệ đường chỉ để giành lấy mẩu bánh mì. Một đứa trẻ ăn xin ngày nào, bây giờ lại trở thành một người mạnh mẽ đến mức cô ta không thể ngước mắt nhìn thẳng được. Trong khoảng thời gian này ở thành phố Giang Tư, Lam Sương Nhi đã nghe được rất nhiều câu chuyện về Giang Hải. Tập đoàn Uyển Như chính là thần hộ mệnh của thành phố Giang Tư. Còn việc tại sao tập đoàn Uyển Như lại phát triển hùng mạnh được như ngày hôm nay, nguyên nhân thực sự bên trong rất khó đoán được. Đi bác sĩ trước, chuyện chụp hình không cần phải vội. Giang Hải nhìn đạo diễn, tóc tai bù xù, khóe miệng còn đang dính máu. Không sao, cũng may các thiết bị quan trọng không bị hư hỏng gì. Giang Hải gật đầu, chậm rãi ngồi sang một bên, ánh mắt sâu xa ngước nhìn về phía biển. Anh luôn có một cảm giác kỳ lạ với biển, mẹ anh đã từng bị chôn vùi trong màu nước xanh thẳm này. Các nhân viên bận rộn không có ai rời đi. Cố Uyển Như cũng không muốn làm phiền đến công việc của Lam Sương Nhi, cô bước đến bên cạnh Giang Hải nhìn thấy vẻ mặt sâu sắc của anh. Đang nghĩ gì vậy? Giang Hải cười miễn cưỡng, không nói gì. Cố Uyển Như lắc đầu, cô biết Giang Hải đang có tâm sự. Cô quay đầu lại, Sương Nhi, tôi đi thay quần áo với cô. Ngay sau đó Lam Sương Nhi đã thay xong quần áo bước ra ngoài. Tuy nhiên, điều khiến Giang Hải suýt chút nữa rơi cả kính chính là, Cố Uyển Như cũng mặc một chiếc váy mùa hè mát mẻ, xõa tóc toát lên cảm giác rất thoải mái. Hai người con gái vô cùng xinh đẹp, muốn khí chất có khí chất, muốn vóc dáng có vóc dáng,
Hai người xuất hiện khiến tất cả các nhân viên xung quanh đều phải giật mình đứng hình tại chỗ. Có đẹp không? Hai cô gái bước tới trước mặt Giang Hải, khuôn mặt của Uyển như đỏ ửng lên. Đẹp lắm, hi hi, Giang Hải đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, không cần biết của Uyển như đang ở trạng thái nào, đều khiến Giang Hải bị mê hoặc. Lúc này, Giang Hải vẫn đang tưởng tượng, nếu như của Uyển như mặc một chiếc áo tắm. Điệu cười của anh thật sung tục, của Uyển như lẩm bẩm ậm ừ, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự ngọt ngào. À, đúng rồi, vợ à, sao em cũng thay quần áo rồi? Không phải là em cũng muốn chụp ảnh đấy chứ? Sao, không được à? Cố Uyển Như xoay một vòng, bĩu môi, đợi vài năm nữa thì già rồi, không có tâm trạng để mà chụp hình nữa. Hơn nữa, được người chuyên nghiệp chụp ảnh cho đương nhiên là sẽ khác hẳn với mấy cửa hàng chụp ảnh bình thường rồi. Cố Uyển Như muốn nhân cơ hội này để chụp vài tấm làm kỷ niệm cũng là chuyện hợp lý thôi. Lam Sương Nhi đứng phía sau Cố Uyển Như gương mặt vẫn nở nụ cười, nhìn Cố Uyển Như đứng nói chuyện với Giang Hải. Trong lòng lại có cảm giác mất mát đến cực điểm. So với vóc dáng của Cố Uyển Như, Lam Sương Nhi cảm thấy cô ta cũng không hề thua kém. Nhưng, tại sao Giang Hải từ đầu đến cuối đều không nhìn Cố Uyển Như, trong mắt Giang Hải có thể nhìn thấy được tình yêu sâu đậm. Tình yêu này thật sự rất thuần khiết, hoàn toàn coi người khác như không khí. Cô ta từ nhỏ đến lớn luôn được người khác săn đón, đặc biệt là khi bước chân vào làng giải trí, Lam Sương Nhi luôn đứng trong ánh đèn sân khấu. Chưa bao giờ trải qua cảm giác bị coi thường như vậy. Giang Hải đứng dậy, bước lại gần, khẽ nói vài câu. Khuôn mặt cô Uyển Như lập tức đỏ bừng, bởi vì quá xấu hổ nên cô nhéo mạnh phần da thịt mềm mại ở eo Giang Hải. Bà xã, anh chỉ muốn nhìn em mặc đồ bơi, em không biết em mặc đồ bơi đẹp đến nhường nào đâu. Hừ, đồ biến thái. Giọng nói của cô Uyển Như bé như mũi kêu. Bộ ảnh chân dung của Lam Sương Nhi phải mất 4-5 giờ để chụp. Trong lúc Lam Sương Nhi thay trang phục khác, Cố Uyển Như đã tạo nhiều tư thế khác nhau và cũng chụp được một số bức ảnh khá thú vị. Giang Hải ở bên cạnh, nghiêng người thán phục. Ngậm ống hút trong miệng, không hề chớp mắt. Tốt, đẹp lắm. Đạo diễn vỗ tay, nhìn mấy bức ảnh vừa mới chụp, rất hài lòng. Trong số đó, những bức của Cố Uyển Như có một vẻ đẹp rất riêng biệt. Những bức ảnh này nếu được rửa ra thì không biết sẽ có bao nhiêu người phải chảy nước miếng đây. Đương nhiên, đạo diễn cũng biết, với tư cách là bà chủ của tập đoàn Uyển Như, Cố Uyển Như, đương nhiên sẽ không dùng hình ảnh của mình cho mục đích quảng cáo, bộ ảnh này của cô hẳn là chỉ dùng để làm kỷ niệm, trong lòng ông ta có chút thất vọng. Nhưng bức ảnh này Giang Hải cũng được xem qua, vô cùng hài lòng gật đầu liên tục. Anh gần như chắc chắn đợi đến khi sản phẩm mới của tập đoàn Uyển Như được tung ra thị trường, bọn họ nhất định sẽ nhanh chóng khai mở rộng cục diện chiếm lĩnh thị trường. Sợ là đến lúc đó sẽ có nhiều người không phải vì muốn mua sản phẩm của tập đoàn Uyển Như, mà là muốn có được một bức ảnh của Lam Sương Nhi. Những khách hàng này, sau khi sử dụng qua sản phẩm của tập đoàn Uyển Như, cảm thấy rất hợp tay, tự nhiên sẽ trở khách hàng trung thành. Giang Hải sờ sờ cằm nói với Cố Uyển Như, vợ à, rốt cuộc là ai nghĩ ra ý tưởng mua hàng tặng ảnh này vậy? Xứng đáng được khen thưởng. Cố Uyển Như mím môi, nếu như lần này thành công. Tương lai của tập đoàn Uyển Như sẽ vô cùng vững chắc, sau này cho dù tập đoàn Uyển Như ở trên thị trường hoặc trong các hoạt động khác, chúng ta đều có thể dùng cách này để mở rộng cục diện. Anh không biết giới trẻ ngày nay rất cuồng theo đuổi thần tượng sao? Chúng ta cũng có thể tìm thêm một vài người mẫu có ngoại hình xinh đẹp để chụp ảnh bìa quảng cáo, dù sao mọi người cũng đều rất chuộng những sản phẩm có tính thẩm mỹ cao. Đối với việc quản lý công ty, Giang Hải cũng không có ý kiến gì. Lam Sương Nhi và Cố Uyển Như lại đi thay quần áo, Giang Hải cầm một chai nước khoáng lên, nhìn ra biển, ánh mắt xa xăm, lại rơi vào trầm tư. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Cố Uyển Như ra khỏi lều. Giang Hải cau mày, bước vào, nhẹ giọng hỏi, vợ à, sao em lâu vậy? Không có ai trả lời, nhưng Giang Hải có thể cảm nhận được ở bên trong lều có người đang kiềm nén tiếng cười. Trong lòng có chút hoài nghi, hai cô gái này rốt cuộc đang định làm gì? Cửa lều được mở ra, Cố Uyển Như bước ra ngoài. Sau đó, Lam Sương Nhi trên người mặc một bộ bikini, đang cúi người tìm thứ gì đó trong đống quần áo, ngẩng đầu nhìn Giang Hải. Nếu như là một người đàn ông bình thường nhìn thấy bộ dạng này của Lam Sương Nhi lúc này, không chảy nước miếng thì cũng xịt máu mũi. Tuy nhiên, Giang Hải lại thản nhiên nhìn sang chỗ khác. Thay quần áo lâu như vậy, anh còn tưởng đã xảy ra chuyện gì? Cố Uyển Như khẽ cười. Uyển Như,
cô có để ý không? Giang Hải có chút ngạc nhiên kinh ngạc, để ý cái gì? Lam Sương Nhi thở dài tỏ vẻ thất vọng. Lần này thì cô tin rồi chứ, trong mắt anh ấy, trừ cô ra, không có ai có thể lọt vào cả. Cô nhìn xem, tôi mặc gợi cảm như vậy, mà anh ta cũng không thèm nhìn đến một cái. Mà Giang Hải lúc này đột nhiên hiểu ra, hóa ra là hai cô gái này là đang muốn thăm dò anh. Cố Uyển Như chỉ trừng mắt lại tỏ vẻ trách móc Lam Sương Nhi đã nói ra sự thật. Cô lập tức đóng cửa lều lại trách móc, thật là, tại sao cô lại nói cho Giang Hải biết chứ? Cô không sợ anh Giang sẽ thích tôi sao? Thử một chút lỡ bị tôi bắt cóc luôn thì sao? Lam Sương Nhi cười khúc khích, chỉ là trọng giọng nói trầm thấp mang theo một chút cay đắng. Làm một ngôi sao, trước giờ cô ta đã quen với việc mặc lên người các loại trang phục nổi bật dưới ánh đèn. Chỉ là Giang Hải lúc này nhìn thấy cô ta mặc bikini nhưng ánh mắt không có chút dao động, coi như không có chuyện gì. Anh ấy, không phải ai cũng có thể bắt cóc được đâu. Trái tim của Cố Uyển Như tràn đầy hạnh phúc, ngay cả chính cô cũng không ngờ rằng vị trí của cô trong lòng Giang Hải lại quan trọng, lại duy nhất đến như vậy. Cô mau đi thay quần áo đi, lát nữa cùng nhau ăn cơm tối. Nói xong, Cố Uyển Như ra khỏi lều. Mà Giang Hải lúc này vẫn đứng ngay ở cửa, cuộc đối thoại vừa rồi, Giang Hải nghe rất rõ ràng, nhưng Cố Uyển Như lại cho rằng Giang Hải không nghe thấy gì cả. Trông đẹp không? Cố Uyển Như hỏi. Nhìn cũng được, Giang Hải gật đầu, chỉ là nhiều vải quá, anh vẫn thích dáng vẻ lúc em ngủ hơn. Ngủ, mặc đồ ngủ, không, thứ mà Giang Hải muốn thấy là, tên biến thái này. Em là đang muốn hỏi anh thấy Lam Sương Nhi có đẹp không? Cũng đẹp, nhưng anh chỉ thích nhìn em. Nếu là trước đây, có thể Cố Uyển Như sẽ không tin, đàn ông trên đời này có ai mà không háo sắc chứ? Thế nào là một người đàn ông có trách nhiệm? Trong lòng nghĩ, nhưng không nói cũng không làm ra những chuyện vượt quá giới hạn, thì đã là một người đàn ông tốt rồi. Giang Hải lại khác, anh ấy thật sự không thèm nhìn, cho dù có nhìn rồi thì cũng không bị dụ dỗ. Cố Uyển Như có thể nhìn thấy, lúc Giang Hải nhìn thấy Lam Sương Nhi trên người chỉ mặc một bộ quần áo tắm vô cùng gợi cảm, nhưng ánh mắt của anh lại trong veo tựa hồ, không một chút dao động. Nhân viên đang thu dọn đồ đạc, Giang Hải cũng đã sớm sắp xếp cho những người này. Khi mọi người trở về khách sạn, sẽ có nhân viên y đến kiểm tra phục vụ, và mỗi người cũng sẽ được bồi thường tương ứng. Lúc này, Hạ Phi lại xuất hiện cùng với một người nào đó, đứng từ xa ra hiệu OK, với Giang Hải. Tượng cát, đã hoàn thành. Tại một bờ biển cách bãi cát này vài cây số, một vài tác phẩm điêu khắc trên cát độc đáo được dựng lên. Người đàn ông đi đầu dính đầy cát, chỉ để lộ ra mỗi mắt và miệng. Giữa hai bàn chân còn có một sự ẩm ướt. Là vì kìm không được mà tiểu ra quần, nó như xuyên thủng lớp cát quấn quanh người, lộ ra một cái lỗ không lớn không nhỏ. Khi nghe nói bọn họ đã đắc tội với Giang Hải, người đã thuê địa điểm này chính là tập đoàn Uyển Như. Người đàn ông lỗ mãng này, thật là vô cùng ngu ngốc. Ở thành phố Giang Tư này, cho dù có đắc tội đến ông trời, cũng không thể đụng độ với tập đoàn Uyển Như. Đối với những người tuân thủ pháp luật, tập đoàn Uyển Như chính là trung tâm kinh tế của thành phố Giang Tư. Mà đối với những tên tội phạm này, tập đoàn Uyển Như chẳng khác gì là ác quỷ. Xe của Giang Hải đi ngang qua bãi biển. Trong xe, Cố Uyển Như đang trò chuyện vui vẻ với Lam Sương Nhi. Này, Uyển Như, cô xem đó là cái gì? Cửa xe, vừa hay đối diện thẳng với mấy tượng cát. Hai cô gái không hề biết rằng những người phía trong bức tượng cát đó chính là đám người đã gây rắc rối với bọn họ cách đây không lâu. Hình như lúc tới đây không nhìn thấy. Không biết là ai lại trẻ con như vậy, còn tỉ mỉ đắp cả đống cát này lên. Cố Uyển Như lắc đầu, có điều, đắp quá xấu rồi. Giang Hải xoay người liếc mắt nhìn Hạ Phi đang lái xe. Hạ Phi chế nhạo, cũng không phải ai cũng có thể đắp được đống cát như vậy, anh Giang. Đúng vậy, Cố Uyển Như mỉm cười rồi hít một hơi thật sâu. Cô vẫn nhớ khi còn nhỏ, khi bệnh tình của Tô Cảnh Thẳng đã có phần thuyên giảm, cô cũng đưa ông ra bãi biển chơi đắp cát. Tuy nhiên, sau đó bệnh tình của Lôi Nhân Hào ngày càng trở nặng, từ đó cô cũng không còn được chơi đắp cát nữa. Đưa mấy người đến khách sạn xong, Hạ Phi gãi gãi đầu, vẫn còn có chút do dự, anh Giang, hay là, em đi luyện tập đắp cát một chút. Tôi thấy cậu chính là một cái tượng cát, Giang Hải hứng hờ liếc nhìn một cái, với trình độ này, luyện tập nhiều thật sự có thể tốt lên sao? Nhìn Giang Hải, Hạ Phi cười khan, không biết đắp cát cũng không phải lỗi của em mà, anh cưng chiều vợ. Mà bọn em còn cần phải học hết tất cả các tài nghệ. Chương 315. Thanh Thiền,
trong một ngôi làng nhỏ đang tập hợp hơn 20 võ sĩ Nhật. Những người này đều là những người mà nhà họ Tả đã dùng nhiều lợi ích để đổi lấy. Nắm được quyền kiểm soát thực tế ở tỉnh Thanh Thiền là thành công trong tương lai của nhà họ Tả. Đồng thời, đối với đám người Nhật mà nói, bọn họ cuối cùng cũng có thể đứng vững tại phương Đông này. Tiếng cười nói, mời rượu huyên náo vang lên. Từng hàng mỹ nữ tươi cười tươi như hoa, mặc những chiếc váy mỏng tang, chậm rãi bước vào đại sảnh. Anh tuyệt hậu, tôi biết các võ sĩ nước Nhật rất thích mỹ nữ ở phương Đông, cho nên... He he, tôi đã chuẩn bị cho các anh vài cô. Bọn họ đều là những cô gái mà nhà họ Tả dày công bồi dưỡng mấy năm nay, nói về kỹ thuật. Vô cùng điêu luyện. Tuyệt hậu nheo hai mắt, trong ánh phát không khỏi phát ra tia sáng, một cỗ khí thế dâm đãng nhanh chóng lan tràn. Đúng là võ sĩ nước Nhật trước giờ vẫn rất thích phụ nữ ở phương Đông, có điều không phải gái, mà là nô lệ. Nụ cười nịnh nọt của Tả Quang Tổ lập tức cứng đờ trở lại, tên tuyệt hậu chết tiệt, đây là đang muốn làm nhục nhã phương Đông bọn họ hay sao? Mặc dù Tả Quang Tổ hợp tác với đám võ sĩ nước Nhật, nhưng điều này không có nghĩa là ông ta coi trọng một quốc gia nhỏ bé và tầm thường này. Xưa kia, nước Nhật đã từng muốn tiêu diệt phương Đông, nhưng thời thế thay đổi, ngày nay, phương Đông không phải là mảnh đất để một quốc gia nhỏ bé như bọn họ có thể bắt nạt. Bên cạnh Tả Quang Tổ, một vị lão làng của nhà họ Tả cũng giận tái mặt, nhưng cánh tay ông ta lại túm lấy áo của Tả Quang Tổ. Tả Quang Tổ đang chuẩn bị nổi giận thì giật mình, trong nháy mắt, sắc mặt không hài lòng của ông ta liền dịu xuống. So với đại nghiệp ngàn thu của nhà họ Tả, thì sự sỉ nhục này chẳng là gì cả. Đợi sau khi nhà họ Tả lên nắm quyền kiểm soát toàn tỉnh Thanh Thiền, bọn họ sẽ tìm cơ hội để tống khứ lũ cặn bã nước Nhật này ra khỏi đây. Anh tuyệt hậu, hôm nay, những cô gái xinh đẹp này đều sẽ là của các anh muốn thế nào thì sẽ là thế nấy. Nếu mấy anh thích làm cha thì bọn họ sẽ là con gái. Nếu như các anh muốn thích kích thích hơn nữa, gọi một tiếng vũ em cũng không thành vấn đề. Ánh mắt của Tả Quang Tổ khi nói vô cùng gian xảo. Tuyệt hậu bật cười vỗ vỗ vào vai Tả Quang Tổ ra vẻ hài lòng. Tả Tang, vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh. Ha ha Tả Tang, chỉ có anh hiểu tôi thích vũ em hơn. Khóe miệng Tả Quang Tổ cong lên, những lời đồn đại ở bên ngoài quả nhiên là không sai. Những tên xúc sinh nước Nhật này, thật sự rất thích làm mấy trò kỳ quặc bệnh hoạn đó. Đầu óc của tên tuyệt hậu này lại gọi một người phụ nữ xinh đẹp tuổi đôi mươi là mẹ, hình ảnh đấy quả thực không dám tưởng tượng, quá kinh người. Cũng càng kinh tởm hơn. Đồng thời, tại dinh thự của chủ tịch Thanh Thiền, Hoành Độ Dương lắc nhẹ ly rượu trong tay rồi đưa mắt nhìn chai rượu vang đỏ với vẻ mặt nặng nề. Chủ tịch, tôi vừa nghe ngóng qua, nghe nói con thuyền đó đến từ Nhật. Có bao nhiêu người? Hoành Độ Dương hỏi. Khoảng mười mấy người. Hoành Độ Dương gật đầu, người giúp việc cúi đầu lui ra ngoài. Liên lạc với thành phố Giang Tư, báo chuyện mấy tên võ sĩ Nhật xâm nhập vào địa bàn cho bên đó biết. Hoành Độ Dương nếm thử vị rượu đỏ trong ly, khóe miệng hơi nhếch lên, tự nhủ. Thưởng thức rượu, cần phải kiên nhẫn, nếu không, rượu quá chát sẽ làm mất đi mùi vị của nó. Chủ tịch, thành phố Giang Tư, không có lý gì không nhận được tin tức này. Người của Giang Hải đã tiến vào Thanh Thiền, bộ dạng vinh váo đó, Hoành Độ Dương đương nhiên cũng biết. Cứ theo sự sắp xếp của tôi mà làm. Cở Tử Hùng từ từ nhắm mắt lại, đống hỗn độn Thanh Thiền cuối cùng cũng có dấu hiệu phục hồi. Bây giờ, chỉ còn thiếu mồi thuốc cuối cùng, Giang Hải. Không, nói chính xác hơn, đó là đế vương. Đế vương, lợi ích phương Đông là điểm mấu chốt, nếu nhà họ Tả muốn làm gì đó chống lại phương Đông có lẽ bọn họ sẽ không hành động, nhưng nếu như đám người nước Nhật có liên quan đến chuyện này, Hoành Độ Dương tin chắc rằng Giang Hải sẽ không bao giờ đứng yên. Tại thành phố Giang Tư, Giang Hải đã nhận được tin tức. Có khoảng 20 người đến từ nước Nhật, đám người này, cho dù ở đâu, cũng không phải là thế lực nhỏ. Thông báo xuống phía dưới, không có lệnh của tôi, không ai được vội vàng hành động, nhớ để mắt tới đám người của nhà họ Tả. Tần Hiên đứng phía sau vẻ, mặt phức tạp, muốn nói gì đó nhưng không tiện mở miệng. Anh muốn nói gì? Anh Giang, người của Danh Quận, chúng ta có cần dùng không? Danh Quận, cũng chính là nói Kim Thâu. Kể từ khi Kim Thâu thống nhất thế giới ngầm ở Danh Quận, thì cũng cắt đứt liên lạc với Giang Hải. Lần này là lúc Giang Hải cần nhân lực nhất, đặc biệt là cao thủ. Không cần đoán cũng biết, Tần Hiên đã tự mình tới hỏi ý kiến của Kim Thâu. Kim Thâu nghe nói Giang Hải cần người, không chút do dự muốn đem vào cao thủ đến. Nhưng,
dù sao Tần Hiên cũng cần phải thăm dò qua ý kiến của Giang Hải đã. Anh Hiên. Giang Hải quay đầu cười nhẹ. Tin tức của Thanh Thiền, ngoại trừ chúng ta ra, còn ai biết nữa chứ? Tần Hiên không hiểu ý của Giang Hải, có chút bối rối. Gãi đầu, anh Giang, còn ai có thể biết tin tức này làm sao tôi biết được? Vậy thì đúng rồi, những người khác có biết hay không, đối với thành phố Giang Tư, đối với tập đoàn Uyển Như mà nói, chẳng có chút liên quan nào. Sau đó, Giang Hải quay đầu lại, rời đi, trong miệng vẫn đang ngân nga lời bài hát nào đó. Kim Thâu muốn làm gì, Giang Hải cũng không quản được. Muốn làm hay không, tất cả đều phụ thuộc vào chủ ý của Kim Thâu. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của Tần Hiên. Thanh Thiền, tiếp theo sẽ náo nhiệt lắm đây. Ngày hôm sau, trong thế giới ngầm nổ ra một tin tức lớn. Kim Thâu ở Danh Quận có ý định đến Thanh Thiền kinh doanh. Theo thông lệ thường thấy của thế giới ngầm, đã gửi đến cho nhà họ Tả tộc có tiếng nói nhất trong thế giới ngầm Thanh Thiền một thiệp mời. Tên họ Mao này là có ý gì? Nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mời, người nhà họ Tả có chút khó hiểu. Chưa nói tới việc Kim Thâu vừa mới tạo dựng được chỗ đứng ở Danh Quận, mà giữa hai bên bọn họ trước nay vẫn chưa từng có bất cứ quan hệ hay tiếp xúc nào. Vô duyên cô cớ lại chạy đến Thanh Thiền giành miếng thịt trong miệng nhà họ Tả, nếu không phải Kim Thâu bị điên, thì người bình thường làm sao có thể làm ra mấy chuyện này được. Ngay sau khi thiệp mời được phát ra, nếu thương lượng được thì sẽ thành liên minh, nếu không được thì có thể là phải đánh một trận. Hai bên có thể thương lượng được không? Giữa hai bên bọn họ hoàn toàn không có lợi ích chung nào cả. Kim Thâu đang cướp bát cơm trong miệng của nhà họ Tả làm sao có thể bỏ qua được. Bọn họ nhất định sẽ như nước với lửa. Anh Tả, tôi vừa tra ra, tay họ Mao kia có thành phố Giang Tư chống lưng, trước đây từng là đàn em của Giang Hải. Kể từ khi Giang Hải tiêu diệt nhà họ Doãn ở Danh Quận, tay Kim Thâu này đã hợp nhất quyền lực ở Danh Quận. Bây giờ ở Danh Quận có thể nói là vững chắc như thép, toàn bộ thế giới ngầm đều nằm trong sự kiểm soát của gã ta. Thậm chí, ngay cả một số thế lực nhỏ cũng lần lượt gia nhập. Hả, người đàn ông trung niên họ Tả hơi giật mình. Thành phố Giang Tư chống lưng, lại là thành phố Giang Tư. Đàn em của Giang Hải, lại là tên Giang Hải đó. Nói như vậy, tên họ Mao đó tới Thanh Thiền để gây chuyện, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu như đã dám đến, vậy chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm. Anh Tả, gã đàn em lo lắng nói, tên họ Mao này trong tay còn có mấy cao thủ, chúng ta vẫn nên cẩn thận. Cao thủ, người đàn ông trung niên họ Tả hừ lạnh, ông ta đương nhiên sẽ không hành động tùy tiện, nhà họ Tả bây giờ đã có võ sĩ Nhật giúp sức rồi. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện một tên Giang Hải, thì nhà họ Tả bây giờ đã có thể ngang nhiên đi lại ở cái đất Thanh Thiền này rồi. Đi, đưa tấm thiệp này tới cho gia chủ, đồng thời cũng nói rõ thái độ của tôi với ông ta. Trong thế giới ngầm ở Thanh Thiền này, chỉ có thể là của nhà họ Tả, nếu anh ta dám tới, thì tôi cũng dám giết dám chôn. Tin tức nhanh chóng truyền đến chỗ Tả Quang Tổ, khiến cho sắc mặt của Tả Quang Tổ gần đây ngủ không đủ giấc càng thêm khó coi hơn. Cái tên họ Giang này, là đang muốn cá chết lưới rách sao? Cậu ta thực sự nghĩ rằng nhà họ Tả là bùn đất sao? Choang! Một tách trà bị đập xuống vỡ thành nhiều mảnh, sắc mặt Tả Quang Tổ tái mét, đôi môi hơi tím. Ông ta hận không thể ngay lập tức bắt Giang Hải về, sau đó tự tay giết chết anh. Lúc này, ông ta thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc giữa nhà họ Tả và Giang Hải đã xảy ra mâu thuẫn gì, mà khiến Giang Hải cứ đuổi cắn bọn họ như một con chó điên. Họ Giang kia, nếu cậu đã muốn tìm chết, vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa. Đúng lúc này, một người từ bên ngoài xông vào, vẻ mặt hoảng sợ. Gia chủ! Xảy ra chuyện rồi, gia chủ! Trời cũng chưa sập đâu, Tả Quang Tổ bình tĩnh lại, vẻ mặt ủ rũ, lớn tiếng quở trách. Gã đàn em lắp bắp nói, vừa rồi có tin tức truyền tới nói, Tả Đồng, đã chết. Gì cơ, Tả Quang Tổ vừa ngồi xuống, đã lập tức nhảy dựng lên. Một trong những con cháu của nhà họ Tả đã chết. Giang Hải không muốn vội vàng giết chết mấy lão già của nhà họ Tả, mỗi lần ra tay đều nhằm vào đám con cháu nhà họ Tả ngày nào cũng đi hộp đêm chơi gái. Lần này, người chết là Tả Đồng, thân phận càng đặc biệt hơn. Tả Đồng là cháu của Tả Quang Tổ, anh của Tả Quang Tổ mất sớm, chỉ còn lại đứa con trai này, thật không ngờ. Tả Đồng người vừa mới còn đó, mà giờ đã chết rồi. Chết như thế nào? Không cần hỏi cũng biết. Cái chết của Tả Đồng nhất định là do người của Giang Hải làm. Cái này,
Gã đàn em có chút khó xử, nói hay không nói cũng đều rất khó chịu. Tôi bảo cậu nói. Anh Tả Đồng là nghẹn chết. Cái gì? Tả Quang Tổ sững sờ một lúc. Thân hình Tả Đồng to béo, sức ăn hơn người, lẽ nào chuyện này không liên quan gì đến Giang Hải sao? Gã đàn em tiếp tục nói, gia chủ, có mấy người ép anh Tả ăn, người đó còn để lại tên họ nữa. Là ai? Thật ra cho dù có hỏi hay không hỏi cũng không có ý nghĩ cả, mối thù này nhất định phải báo, hơn nữa, phải phanh thây kẻ đó ra thành trăm mảnh. Hạ Phi. Ngày anh Tả Thành bị thương người này cũng ở đó, đến phút cuối chính anh ta là người đã ra tay. Lại là Giang Hải. Tả Quang Tổ ngồi xuống trên khóe môi lóe lên nụ cười. Giang Hải, xem ra, đã đến lúc ta phải quyết một trận sống chết rồi. Sau đó Tả Quang Tổ lập tức đứng dậy nói, đi tìm mấy tên người Nhật đó tới đây. Muốn tiêu diệt Giang Hải, Tả Quang Tổ tất nhiên cũng cần sự giúp sức của mấy tên võ sĩ người Nhật kia. Không phải là vì Tả Quang Tổ cho rằng nhà họ Tả không có ai là được việc, mà ông ta vẫn cần phải giấu nghề. Nếu thực lực của nhà họ Tả bị bộc lộ quá sớm, thì tỷ lệ thành công sẽ thấp đi. 10 phút sau, xe của Tả Quang Tổ lái vào một căn biệt thự nhỏ trên núi. Trong căn biệt thự nhỏ không ngừng vang lên tiếng cười nói và âm thanh hoan ái vang lên không ngừng. Tuyệt hậu đang lúc chơi rất tận hứng, xung quanh được bao quanh bởi một đàn ong bướm uốn lượn, cùng nhau phát ra thứ âm thanh dâm tục. Nghe thấy Tả Quang Tổ đến, nụ cười dâm đáng trên khuôn mặt gã ta chợt tắt, tỏ vẻ rất không vui. Nói ông ta đợi đi. Anh Tuyệt Hậu, anh muốn tôi đợi tới khi nào? Tả Quang Tổ không thể đợi thêm được nữa nên đã xông vào. Tả Tang, có việc gấp lắm sao? Tuyệt Hậu cũng không hề che đi thân thể đang trần trụi của mình, thả mình nằm trên ghế sofa, vòng tay ôm lấy tiểu mỹ nhân xinh đẹp. Tả Quang Tổ nghiến răng dữ dội, cháu trai của tôi đã bị Giang Hải giết. Anh Tuyệt Hậu, anh nói xem tôi có nên gấp hay không. Bây giờ tôi đang nghi ngờ liệu các võ sĩ nước Nhật có thực sự có năng lực, có thể giết được Giang Hải hay không. Chương 316. Tả Tang, anh dám hoài nghi về thực lực của võ sĩ nước Nhật. Tuyệt Hậu giận dữ đứng dậy, hận không thể tát chết Tả Quang Tổ. Một cái nhà họ Tả nhỏ bé, cũng dám chất vấn võ sĩ nước Nhật như vậy. Tả Quang Tổ cười lạnh, không phải tôi hoài nghi, mà là... Võ sĩ nước Nhật cần phải chứng minh. Tuyệt Hậu cắn răng, vậy được, kế hoạch đã bàn bạc xong trước đây, trước tiên tiến hành đi. Anh Tuyệt Hậu, hy vọng võ sĩ nước Nhật đừng khiến tôi phải thất vọng. Tả Quang Tổ xoay người rời đi. Những võ sĩ nước Nhật này, từ khi đến phương Đông, nhiệm vụ mỗi ngày dường như chỉ có ăn chơi hoan lạc. Cứ như một đám lợn giống chưa thấy qua đàn bà. Nhìn theo Tả Quang Tổ đang rời đi, sắc mặt Tuyệt Hậu u ám vô cùng, nghiêng đầu. Lạnh lẽo nói, tình hình nước Nhật bên kia như thế nào? Người của đế vương, đã tiến vào Nhật rồi. Nếu như, tất cả đều thuận lợi, đám bọn họ sẽ bị diệt toàn bộ. Tuyệt Hậu hừ lạnh, chậm rãi lắc đầu, cười gian xảo, truyền tin tức cho xã trưởng, bảo bọn họ đừng vội động thủ. Cái này, Tuyệt Hậu trừng mắt, cậu dám nghi ngờ tôi? Không, thuộc hạ không dám. Thật ra, nói cho cậu nghe cũng không sao. Tuyệt Hậu vừa xoa nắn tiểu mỹ nhân bên cạnh. Vừa cười dâm đãng nói, đế vương, rốt cuộc là mạnh đến mức độ nào, không ai có thể nói rõ, người đã từng gặp và được đấu với anh ta, tất cả đều đã chết rồi. Cho dù là xã trưởng đích thân ra tay, cũng không nắm chắc được 10 phần. Chúng ta ở phương Đông có ít người như vậy, rất có khả năng khiến anh ta trốn thoát. Trên gương mặt đang rất hoài nghi của tên võ sĩ nước Nhật kia, nhất thời xuất hiện vẻ hiểu rõ. Ý của anh Tuyệt Hậu là, nếu như đế vương chạy rồi, anh ta nhất định sẽ đến Nhật. Chúng ta sẽ bao vây đánh viện binh. Đây chính là binh pháp tôi học được từ phương Đông đấy, ha ha ha. Tuyệt Hậu đắc ý cười. Chẳng qua, đây chỉ là dự tính sau đó, chúng ta tốt nhất vẫn nên khiến đế vương chết trong tay chúng ta, đây mới được coi là lập được đại công. Thuộc hạ hiểu rồi. Lập tức đi sắp xếp đi. Khi đó, Tả Quang Tổ ra khỏi trang viên với sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Nói với Bill. Không có sự cho phép của tôi, không được ra khỏi cửa nửa bước. Tả Bill, là đứa con trai duy nhất của Tả Quang Tổ, được di truyền bản tính quỷ quyệt thâm trầm của Tả Quang Tổ, nằm về phe của thái tử, nên cũng không phải dạng vừa. Chỉ là, tuổi mới đôi mươi, nên vẫn quá nặng thể diện, thỉnh thoảng lại làm ra vài chuyện khác người, cũng lại có chút tự kiêu. Tên đàn em kia lập tức liên hệ với Tả Bill, đầu dây bên kia rất nhanh đã truyền đến một âm thanh không kiên nhẫn. Có chuyện thì nói. Có dám thì đánh đi. Cậu Bill,
ông chủ kêu cậu ở yên trong nhà, không được đi đâu. Biết rồi. Tút tút tút. Tên đàn em một mặt khó coi, Tả Quang Tổ ngồi ở một bên lạnh lùng chất vấn, thằng nhãi đó lại tắt điện thoại rồi. Có thể là cậu Bill đang bận. Nó bận cái rắm ấy. Tả Quang Tổ trên trán nổi gân xanh, con trai của ông ta là hiểu nhất. Liền sau đó, thần thái Tả Quang Tổ cũng đã có chút dịu đi. Anh Bill tuy rằng tùy hứng, nhưng đứng trước phải trái rõ ràng, vẫn là có chừng mực. Đúng vậy, cậu Bill nhất định trò giỏi hơn thầy, thành tựu trong tương lai, nhất định sẽ không kém ông chủ đâu. Tả Quang Tổ lắc lắc đầu, chỉ mong là như vậy thôi. Tả Quang Tổ không hề biết rằng, lúc này, Tả Bill đang khoác lên mình một bộ lễ phục đắt đỏ, tỉ mỉ chọn lựa một chiếc đồng hồ xa hoa nhưng lại không quá phô trương. Đứng ở trước gương, tạo vài kiểu dáng mà anh ta tự cho là mê người, khóe miệng treo lên nụ cười đầy quyến rũ. Lãnh Yên à, hôm nay, tôi sẽ không buông tha cho cô em nữa đâu. Mới 10 phút trước, Tả Bill nhận được tin từ Lãnh Yên, hẹn anh ta cùng đi ăn tối. Tả Quang Tổ theo đuổi Lãnh Yên đã 3 tháng trời, nhưng đến nay, tay cũng chưa cầm được. Đối với một cậu công tử nhà giàu mà nói, phụ nữ còn rẻ mạt hơn cả quần áo, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Yên, Tả Bill đã bị người con gái toàn thân trên dưới đều tỏa ra khí chất xuất trần ấy mê hoặc rồi. Đây là lần đầu tiên cô ta chủ động gửi tin nhắn cho Tả Bill, mà, cùng nhau ăn tối, càng là một chuyện trước giờ không dám nghĩ tới. Anh ta thích Lãnh Yên, nếu chưa đến mức vạn bất đắc dĩ, Tả Bill tuyệt đối sẽ không cưỡng ép. Ngay trước khi Tả Bill mất hết kiên nhẫn, thái độ lạnh như băng của Lãnh Yên cuối cùng cũng dịu đi. Dường như, đã có hứng thú với Tả Bill. Lấy chiếc điện thoại, mang theo điệu cười, trong lòng thầm nghĩ, tôi đã bao cả cái nhà hàng này rồi, tối nay, tuyệt đối sẽ không có kẻ thứ ba xuất hiện quấy rầy chúng ta. Gọi lái xe tới, lập tức xuất phát. Cậu chủ, vừa rồi tôi nhận được lệnh, ông chủ nói. Không cho cậu, không cho tôi ra khỏi nhà. Sắc mặt Tả Bill nhất thời trở nên khó coi, trong mắt tràn ngập sự độc ác. Cái này, lái xe biết rõ, nếu anh ta còn nói thêm nửa lời, Tả Bill tuyệt đối có thể đem anh ta ném cho chó ăn. Chuẩn bị xe, tôi phải đi đón Lãnh Yên. Vâng, lái xe đành phải phục tùng, đây không chỉ là chuyện còn có thể giữ được công việc này kiếm được bát cơm nữa hay không, mà với tính cách hỉ nộ vô thường của Tả Bill, một điểm nhỏ không thuận theo, sẽ liên quan đến chính cái mạng nhỏ này của anh ta. Gọi điện thoại, Lãnh Yên lại không nghe máy, Tả Bill chỉ xem như là nữ thần thẹn thùng. Con gái ngại ngùng, anh ta gặp qua quá nhiều rồi, lột sạch quần áo, lại chơi vài lần, có ai là không phóng túng đến nổi lềnh bềnh trên mặt nước cơ chứ? Chẳng qua, tính cách của Tả Bill lại cứ thích thể loại ngại ngùng này, anh ta thích cái cảm giác chinh phục. Nhưng điều Tả Bill không biết chính là, tin nhắn đó, chẳng phải là Lãnh Yên gửi đến, mà là cựu tứ. Giờ phút này, hai mắt Lãnh Yên đang kinh hãi mở to ra, nước mắt chảy đầm đìa. Trong ánh mắt, tràn ngập vẻ sợ hãi. Hu hu hu. Lập tức, giọng điệu u ám của cựu tứ vang lên. Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn một chút, nếu không, tôi không ngại khiến cho cô biến mất khỏi thế giới này đâu. Chậm rãi đứng dậy, ngắm nghía con dao găm trong tay. Lưỡi dao tỏa ra ánh sáng sắc bén nhẹ nhàng trượt trên khuôn mặt Lãnh Yên, chỉ cần là tay cầm dao run nhẹ một cái thôi, cũng có thể khiến cho máu chảy không ngừng. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm phiền đến tâm trạng của ông đây cũng sẽ không làm cô bị thương. Nhưng, nếu như cô không phối hợp, ha ha, cô có thể tự mình tưởng tượng, đoán xem tôi sẽ đối đãi như thế nào đối với loại mỹ nữ như cô đây. Cựu tứ nằm chặt lấy cằm Lãnh Yên, từ từ khơi mào. Trước tiên lột sạch quần áo của cô, ngủ với cô xong, sẽ còn chia sẻ cô cho mấy tên ăn mày trên đường. Sau đó, sẽ dùng con dao trong tay tôi, từng tấc một cắt cô thành từng mảnh. Hu hu. Vội gì chứ, tôi còn chưa nói xong đâu. Tôi giết cô rồi, còn sẽ giết cha mẹ cô, giết cả em trai cô. Đỡ phải lo họ biết được tin cô chết rồi, lại đau lòng vì cô. Cô gái à, tôi có phải là rất biết lo nghĩ hay không? Gương mặt của cựu tứ hung tàn độc ác, vừa nhìn đã biết là không phải hạng người tốt đẹp gì, nói một hồi như thế này, khiến cho Lãnh Yên sợ tới mức cả người đều không tự chủ được mà run lẩy bẩy. Không muốn chết, thì tôi nói cái gì cô phải làm theo như thế? Hiểu chưa? Cựu tứ chỉ thẳng vào mũi Lãnh Yên. Lãnh Yên sợ hãi gật đầu, cho dù cựu tứ nói cái gì, cô ta đều sẽ đáp ứng, bởi vì cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cựu tứ sẽ không giết Lãnh Yên,
cũng sẽ không làm hại đến người phụ nữ vô tội này. Lãnh Hiên cũng chẳng lớn hơn Cửu Quyên mấy tuổi, nhìn thấy Lãnh Hiên, Cửu Tứ lại nhớ đến cô em gái của mình. Chỉ là, vì để đạt được mục đích, anh ta không thể không trói Lãnh Hiên lại hù dọa một phen. Bây giờ tôi sẽ cởi trói cho cô đừng có mà kêu gào dãy giụa, nếu như cô muốn chạy trốn, vậy thì tôi sẽ làm như thế nào, cô có lẽ cũng đoán được. Nói xong, chờ Lãnh Hiên gật đầu, Cửu Tứ cởi dây thừng ra. Lãnh Hiên sợ hãi cuộn tròn người lại, Cửu Tứ vừa lòng gật gật đầu. Tôi thay cô hẹn Tả Bưu rồi, chính là cái cậu công tử họ Tả đó. Anh ta thế mà đối xử với cô rất tốt đấy, mời cô đi ăn ở nhà hàng Tây, đến cả nhà hàng cũng bị bao trọn. Có thể đi ăn bữa cơm. Cửu Tứ mỉm cười, giọng điệu không có chút lực uy hiếp nào. Nhưng, Lãnh Hiên nào dám không gật đầu. Hiện giờ, cho dù có bảo cô nhảy vào hố lửa mới có thể giữ được mạng sống, cô cũng không do dự chút nào. Chờ làm xong, là cô có thể đi rồi, có phải rất đơn giản hay không? Tôi, sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, Cửu Tứ chính là một kẻ liều mạng, thật cẩn thận mà hỏi tôi phải nói những gì. Tôi sẽ cho cô đeo tai nghe lên, tôi nói cái gì, cô nói theo cái đó, được chứ? Lãnh Hiên gật gật đầu, Cửu Tứ đưa tay ra làm động tác mời, đi thay quần áo đi, trang điểm xinh đẹp chút, nếu không, cậu Tả sẽ thất vọng đó. Tả Bưu sớm đã đến nhà hàng, trước sau kiểm tra một lượt. Những tên bảo vệ nhỏ bé, nào dám không tận tâm tận lực. Cậu chủ nhỏ nhà họ Tả, đoạn thời gian gần đây, chết đến 3 tháng 4 người rồi, mỗi lần ra khỏi cửa, đều khiến cho bọn họ cảm giác như não bộ đều dừng ở thắt lưng quần vậy. Cậu chủ, phòng ốc đều đã chọn xong rồi. Tả Bưu gật gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỗ này, cách chỗ ở của Lãnh Hiên không quá xa. Cậu chủ, có cần phái người đi xuống kiểm tra trước một chút không? Không cần, Tả Bưu đẩy cửa xuống xe, ngẩng đầu nhìn, cửa sổ phòng của Lãnh Hiên đã bị rèm cửa che kín. Trong phòng, Lãnh Hiên nơm nớp lo sợ thay quần áo, Cửu Tứ bảo cô ta cười, nhưng cô ta lại thế nào cũng không cười nổi. Thẳng đến lúc Cửu Tứ rút ra con dao, Lãnh Hiên mới cầm lại nước mắt, soạn ra một khuôn mặt cười. Cô chỉ cần biểu diễn 10 phút, đây là cơ hội duy nhất của cô, hiểu chưa? Lãnh Hiên cuống quýt gật đầu. Cửa bị gõ vang, Lãnh Hiên bối rối nhìn về phía Cửu Tứ. Cửu Tứ gật gật đầu, ý bảo Lãnh Hiên đeo tai nghe vào. Mở cửa ra, lập tức nhìn thấy vẻ mặt dâm đãng của Tả Bưu. Wow, Lãnh Hiên, hôm nay em thật là xinh đẹp. Nói xong thì đưa tay lôi kéo đôi bàn tay ngọc ngà của Lãnh Hiên. Lãnh Hiên kháng cự theo bản năng, nhịn không được muốn quay đầu, xem Cửu Tứ có phải vẫn nhìn chằm chằm mình như cũ hay không. Nhưng cô ta lại không dám động, chỉ có thể toàn thân cứng ngắc, mặc cho Tả Bưu sỗ sàng. Tả Bưu không nghi ngờ có người khác, còn tưởng rằng Lãnh Hiên đang hồi hộp. Đây cũng là điều bình thường, một người con gái thuần khiết sạch sẽ, lần đầu tiên đụng chạm với đàn ông, đều sẽ như vậy. Lôi lôi kéo kéo tay từ lúc xuống lầu đến lúc lên xe, lập tức đi đến nhà hàng. Lãnh Hiên hồi hộp, đến một câu cũng không nói được, có chút bối rối, cứ chốc chốc lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đang nhìn xuyên qua cửa kính xe, nhìn thấy Cửu Tứ lái chiếc xe ngay bên cạnh bay như tên bắn mà đến, Lãnh Hiên sợ tới mức suýt chút nữa kêu ra tiếng. Trong tai nghe, truyền đến giọng nói của Cửu Tứ, cùng anh ta tán gẫu, không cần tìm tôi. À, Lãnh Hiên bị dọa sợ liền khẽ kêu một tiếng, sắc mặt ửng đỏ, hoa dung thất sắc. Tả Bưu hơi giật mình, còn tưởng là chính mình nắm tay Lãnh Hiên quá chặt làm đau cô ấy. Lãnh Hiên, em thích ăn bò bít tết như thế nào? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Kiểu phi lê, hay là sườn, hay là... Nói chuyện đi, trong tai nghe, lại truyền đến giọng nói của Cửu Tứ. À, tôi thích, phi lê. Tả Bưu tuy rằng cảm thấy Lãnh Hiên kỳ lạ, nhưng mà, cũng không nghĩ nhiều, một đường tán gẫu, rất nhanh đã đến nhà hàng. Tả Bưu rất niềm nở bước xuống xe, lại mở cửa xe cho Lãnh Hiên. Lãnh Hiên xuống xe, cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn xung quanh, không phát hiện tung tích của Cửu Tứ. Cô vẫn còn tìm tôi sao? Giọng nói của Cửu Tứ, lại làm Lãnh Hiên bị dọa sợ lần nữa, vội vàng cúi đầu, thân thiết dựa vào Tả Bưu đi vào nhà ăn. Chương 317. Tả Bưu xoa xoa tay hưng phấn, hai mắt chăm chăm đánh giá dáng người nổi bật của Lãnh Hiên, nhất là dung nhan tinh xảo, càng làm anh ta đứng ngồi không yên. Tự mình rót một ly rượu vang cho Lãnh Hiên, nhìn thấy rượu đỏ, khóe miệng không kiềm được mà dương lên điệu cười tự đắc.
Bình rượu này, là anh ta đã dặn dò qua rồi, bên trong, thêm một ít, gia vị, khiến cho người ta thêm phần kích thích. Anh ta tin, chỉ cần qua đêm nay, anh ta có thể ăn sạch lãnh yên rồi. Trong căn phòng trống trải, gần cửa cầu thang, ra ngoài rẽ trái, là có thể lên lầu, mà trên lầu, đều đã chuẩn bị xong một gian phòng khách. Vì không muốn bị quấy rầy, Tả Bưu cho tất cả mọi người lui ra, trừ phục vụ bê đồ ăn lên, tất cả những người không có nhiệm vụ đều phải cuốn xéo. Đi vào nhà vệ sinh. Trong tai nghe, giọng Cửu Tứ vang lên. A, à, hoảng loạn đứng phát dậy, khiến cho Tả Bưu lại thêm nghi ngờ. Tôi, đi vệ sinh một chút. Dáng điệu ngượng ngùng e thẹn, khiến cho người khác yêu mến. Tả Bưu niềm nở nói, để anh đi cùng em. Không, không cần. Hoảng loạn mà một mạch chạy chậm, Lãnh Yên chạy vội vào WC, tim đập thình thịch. Trong phòng, Tả Bưu không đợi Lãnh Yên, thuần thục mà xử lý sạch sẽ một tảng thịt bò nóng hổi. Anh ta có hơi đói, lúc nữa còn cùng Lãnh Yên mây mưa, cần phải tiêu hao không ít thể lực, không ăn no làm sao mà được. Đến lúc đó, anh ta đã nhịn không được bắt đầu có chút kích thích rồi, xoa xoa miệng, lắc lắc chén rượu, nhấp một ngụm. 5 phút, 10 phút, 15 phút, Tả Bưu nhận ra có gì không đúng lắm, đi vệ sinh có cần lâu như vậy không? Hoài nghi đứng dậy, toàn bộ người ở bên cạnh đều bị anh ta cho rút đi hết rồi, cũng chỉ có thể tự mình đi xem một chút. Ngoài nhà vệ sinh, Tả Bưu gõ gõ cửa, Lãnh Yên, em vẫn ổn chứ? Không ai đáp lời, Tả Bưu nhíu mày, lập tức nghĩ đến mình bị cho leo cây, Lãnh Yên đã chạy mất rồi. Nhưng, không đúng, bên ngoài là có người của anh ta, nếu như Lãnh Yên chạy rồi, sao anh ta có thể không biết gì chứ? Lãnh Yên! Anh Tả, anh vào đây! Trong phòng vệ sinh, truyền ta giọng nói của Lãnh Yên, còn rất lớn tiếng. Vào trong, Tả Bưu ngây người trong giây lát, đây, là nhà vệ sinh của nữ. Chẳng lẽ, Lãnh Yên muốn để lần đầu tiên của mình, là ở cái nơi như thế này sao? Chọn một nơi như thế này, có phải là không quá thích hợp không? Tả Bưu cũng chỉ lưỡng lự trong giây lát, anh ta không nghĩ quá nhiều. Đẩy cửa ra, phát hiện cửa là đang khép hờ. Tiểu bảo bối, anh vào được chứ? Thò đầu vào, Tả Bưu nhìn trái nhìn phải, lại không phát hiện ra bất cứ người nào. Em ở đây cơ, anh đến đây đi. Âm thanh câu hồn đoạt phách, từ gian ngăn tận cuối cùng phát ra. Xoa xoa hai tay, Tả Bưu nhịn không nổi nữa mà xông qua đó. Nhưng, khi cửa bị kéo ra, điệu cười đê tiện trên gương mặt Tả Bưu nháy mắt cứng lại. Cửu Tứ! Mày, sao mày lại ở đây? Cửu Tứ cười lạnh, tôi đang đợi cậu mà. Thất thần giây lát, Tả Bưu rốt cuộc cũng phản ứng lại. Cửu Tứ, chính là hung thủ giết Tả Thành. Hơn nữa, kho hàng buôn lậu kia của nhà họ Tả, cũng là tên này dở trò phá hủy. Nhà họ Tả, hận không thể bắt lấy Cửu Tứ, nghiền nát anh ta thành cho. Tả Bưu xoay người chạy, hoàn toàn hoảng loạn rồi. Rơi vào tay Cửu Tứ, làm gì còn cơ hội sống. Tôi đã cho cậu đi rồi sao? Cửu Tứ giống như ma quỷ, Tả Bưu chưa chạy được mấy bước, đã đứng ở trước mặt Tả Bưu rồi. Cậu Tả, gặp được tôi, có phải rất vui không? Mày muốn làm gì? Giọng Tả Bưu run rẩy, đến hai chân đều nhũn ra. Cửu Tứ liên tục cười lạnh, hỏi cái vấn đề ngu ngốc thế này, chẳng lẽ còn có thể giữ được mạng sao? Người nhà họ Tả, giờ khắc gặp được Cửu Tứ, đều đã trở thành xác chết rồi. Tôi muốn mượn của cậu một thứ, hy vọng, cậu Tả sẽ không keo kiệt. Tả Bưu chậm rãi lui về phía sau, một mực lui tới bên cửa sổ, phía sau lưng, gắt gao dựa vào tường, cả người đều bắt đầu nhũn ra. Cửu Tứ lợi hại như thế nào, người nhà họ Tả là rõ nhất, anh ta chính là cổ võ giả chân chính. Một võ giả thông thường, đã có thể hô mưa gọi gió, ngông cuồng tự đại, nhưng đứng trước mặt cổ võ giả, cũng chỉ có thể là đàn em mà thôi. Cửu Tứ, anh muốn mượn cái gì? Đầu người, vẻ mặt Cửu Tứ nghiêm lại, chế nhạo nói. Không, không, Tả Bưu hung hăng nuốt nước bọt, anh đừng giết tôi, anh muốn cái gì, tôi sẽ cho anh. Tiền. Đúng, tiền. Anh muốn bao nhiêu tiền, bây giờ tôi sẽ lập tức gọi điện thoại, kêu người chuyển khoản cho anh. Chỉ cần anh tha cho tôi, yêu cầu của anh, tôi đều có thể đáp ứng. Cha của Tả Bưu, chính là Tả Quang Tổ, chủ nhân nhà họ Tả. Tương lai của Tả Bưu, rõ ràng, tương lai anh ta chính là kết thừa gia nghiệp lớn này. Tiền. Tôi không thiếu, tôi bây giờ, chỉ muốn cái mạng của cậu. Cửu Tứ nghĩ tới cha mẹ, cũng nghĩ tới em gái ruột của mình,
Mối thù của mẹ, thù của em gái, giờ giờ phút phút đều khắc sâu trong tim, bao nhiêu năm nay, cửu tứ vẫn luôn làm con chó cho nhà họ Tả, một con chó trung thành. Tất cả những thứ này giống như là từng tòa núi lớn, cho dù giết sạch người nhà họ Tả, cũng không hả giận. Cửu tứ mạnh mẽ bóp chặt yết hầu của Tả Bưu, mang theo nụ cười hung ác. Tả Bưu phát ra âm thanh a a rất khốn khổ, anh ta muốn cầu xin tha thứ, nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Sợ hãi, nội tâm dần dần yếu đuối, cái chết đã gần trong gang tấc. Một tờ giấy bị nhét vào trong miệng Tả Bưu, làm cho anh ta chỉ có thể phát ra âm thanh ư ư. Giờ phút này, Tả Bưu vô cùng hối hận, không nên cho rút tất cả người bên cạnh đi. Bên cạnh không có ai bảo vệ, anh ta chết lúc nào, sợ là cũng chẳng có ai biết. Đã nghe nói đến kiểu trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng chưa? Cửu tứ vừa lấy cây chổi lau nhà, vừa lấy sợi dây thừng đang treo ở trên vách ngăn. Giơ tay cầm lấy hai cánh tay Tả Bưu, cười gằn, trói đứng anh ta. Vừa làm, vừa liên hồi giải thích. Trói gô, tất nhiên là cần có năm hoa, phương thức hành hình cổ đại, chính là buộc phạm nhân như vậy. Dây thừng buộc vào cổ của cậu, buộc cùng với cọc gỗ đằng sau lưng, đây, là hoa thứ nhất. Sau đó, dây thừng lại quấn quanh hai bên bả vai, mỗi chỗ đều sẽ thắt một nút thắt, đây là hoa thứ hai và thứ ba. Còn hai hoa cuối cùng, tất nhiên là cổ tay. Bả vai đã bị tháo khớp, Tả Bưu giống như tảng thịt bò mặc người sâu xé, trợn mắt nhìn cửu tứ trói gô mình lại. Trong miệng, phát ra âm thanh ư ư bất an, trong mắt rưng rưng, liều mạng cầu xin tha thứ. Tả Bưu vài lần đều muốn quỳ xuống xin tha, nhưng, cửu tứ lại không cho anh ta cơ hội. Chống cây chổi lau nhà xuống, gác lên hai bên vách ngăn buồng vệ sinh, treo đứng Tả Bưu lên. Giống như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật chính mình sáng tạo ra, cửu tứ châm một điếu thuốc, không biết lấy từ đâu ra một cái ống đồng. Ô, Tả Bưu trừng lớn mắt, bị đánh úp đau đớn mãnh liệt, cửu tứ cắm ống đồng vào hai bên bắp đùi Tả Bưu. Máu tươi cứ thể mà chảy ra nhỏ giọt, cửu tứ chuẩn xác cắm ống đồng cắm trong động mạch. Máu tươi theo ống đồng chảy xuống bồn vệ sinh, trong nháy mắt liền giống như một cái ao máu. Mùi máu tanh nồng đặc, cửu tứ hít sâu một hơi, anh ta rất hưởng thụ cái khoái cảm báo thù này. Máu của cậu, ước chừng có thể chảy trong vòng 5 phút, cậu phải từ từ thưởng thức, đây, chính là 5 phút cuối cùng của cuộc đời cậu. Tả Bưu liều mạng giãy giụa, nhưng, theo sau đó là cảm giác lạnh, hơi lạnh thấu xương. Người bị mất quá nhiều máu, sẽ cảm thấy lạnh, đây chính là điềm báo trước về cái chết. Nhấc chân. Đạp mạnh một cái, hai chân Tả Bưu cũng bị đạp gãy. Cho dù có nhiều sức lực hơn nữa, Tả Bưu cũng không thể vùng ra được. Cửu tứ lẳng lặng hút thuốc, thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của mình. Anh ta phải đợi, đợi Tả Bưu tắt thở, anh ta mới rời đi. Dưới lầu, vệ sĩ đi theo Tả Bưu tụ tập ở một chỗ, hút thuốc, tán gẫu. Nè, cô em kia nhìn thật là đã quá đi, nhưng mà sao nhìn quen thế nhỉ? Cách đó không xa. Một bóng dáng gầy yếu đội mũ xuống rất thấp đang bước nhanh rời đi. Mày có phải độc thân lâu rồi không? Một tên khác trêu chọc, nhìn một đứa con trai cũng cảm thấy ngon à. Mấy người cười ồ lên, lại có người vuốt cằm, nghiêng đầu tưởng tượng. Tưởng tượng đến người phụ nữ Tả Bưu chơi chán rồi, có thể để cho bọn họ hưởng thụ một phen. Chỉ có một người, từ đầu đến cuối, đều nhìn chằm chằm vào bóng dáng ấy, càng nhìn càng thấy quen mặt. Người vừa rời đi này. Không phải ai khác, chính là Lãnh Yên. Hai chân Lãnh Yên đều đang phát run, tay giấu trong túi áo, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Mà lúc này, cô ta đang cầm một chiếc thẻ ngân hàng. Cửu tứ nói bên trong có 100.000 tệ, là bồi thường cho cô ta. Lãnh Yên rất muốn khóc, nhưng cô ta không dám. Cửu tứ nói, nếu như cô ta bị người khác nhận ra, sợ là chỉ có chết. Cho dù an toàn rời đi, cũng phải lập tức rời khỏi Thanh Thiền. Thẳng đến khi nhà họ Tả bị tiêu diệt hoàn toàn mới có thể trở về. Không đúng. Trong lòng giống như một đạo sấm sét nổ vang, có một tay vệ sĩ quát to một tiếng. Mày CMN lại nổi điên cái gì, dọa ông đây hết hồn. Ai dẫm vào đuôi mày à? Không đúng, không đúng. Người đó nói, nhà hàng này không phải là được bao trọn rồi sao? Vậy, cái người vừa rồi ra ngoài, là ai? Mọi người lúc này mới phản ứng lại, hơn nữa. Cuối cùng cũng nghĩ hiểu được, tại sao nhìn người vừa nãy, lại quen mắt như vậy. Không phải là Lãnh Yên nữ cải nam trang, thì còn có thể là ai? Cô Lãnh Yên. Mọi người vẫn không dám xác định, lập tức lên lầu. Nhưng lúc này,
trong phòng ăn trên lầu, đã không còn có ai. Chỗ Tả Bưu ngồi, biết Tết ăn rồi, rượu vang cũng uống rồi. Vệ sĩ gãi gãi đầu, cậu Tả có phải cùng cô Lãnh Yên lên lầu ấy ấy rồi không? Nhưng chuyện này khá hệ trọng, ai cũng không dám đặt cược. Lập tức chạy lên lầu, trước tiên là áp vào cửa phòng lắng nghe một lúc lâu. Không có động tĩnh, trong lòng vệ sĩ càng dâng lên bất an. Nếu như, Tả Bưu có mệnh hệ gì, bọn họ xác định là xong đời. Lúc Tả Thành chết, tất cả vệ sĩ bên cạnh anh ta, đều bị liên lụy, nhà họ Tả suýt chút thì giày vò bọn họ đến chết. Cậu Tả, cuối cùng không chờ được nữa, có người kêu to một tiếng. Vẫn là không có ai trả lời. Cậu Tả, ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Đạp cửa, cửa phòng bị đạp mở, mà trong phòng, cũng không có một ai, thậm chí, hết thảy cũng không có dấu vết bị động qua. Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Vệ sĩ nhìn nhau, hoàn toàn đơ rồi. Mà giờ phút này, Cửu Tứ đã lặng lẽ rời đi. Thẳng đến 10 phút sau, đám người mới tìm được Tả Bưu với thân thể đã lạnh toát ở nhà vệ sinh nữ. Máu tươi đã sắp chảy hết, bồn vệ sinh, tản ra mùi máu tanh khiến người khác phải buồn nôn. Nếu như không phải có mùi máu tanh này, bọn họ sợ là cũng không thể tìm thấy Tả Bưu nhanh như vậy. Xong đời rồi. Vệ sĩ đi đầu ngã ngồi ra mặt đất, Tả Bưu chết rồi, mà bọn họ, thậm chí ngay cả hung thủ là ai cũng không biết. Hung thủ là Lãnh Yên. Chương 318. Một đứa con gái mà thôi, bọn họ cũng đã sớm điều tra qua. Làm sao có thể treo một người đàn ông cường tráng như Tả Bưu lên như thế này được chứ? Quan trọng nhất chính là, thực lực của Tả Bưu cũng không tầm thường, còn mạnh hơn đám vệ sĩ bọn họ nhiều. Tả Bưu cũng là người từng luyện qua cổ võ tâm pháp. Bọn họ không ngờ tới, đối thủ của Tả Bưu là Cửu Tứ. Anh ta đến phản kháng tìm đường sống cũng không có cơ hội. Đại ca, làm sao bây giờ? Tất cả ánh mắt đều hướng về phía tên vệ sĩ dẫn đầu. Nếu trở về nhà họ Tả, chúng ta sẽ có kết cục như thế nào? Chúng ta không bảo vệ tốt Tả Bưu, nhà họ Tả sẽ xử lý chúng ta ra sao? Ánh mắt của tất cả bọn họ đều trao đổi với nhau. Bọn họ, từ trong ánh mắt của đối phương, đều nhìn thấy sự nhát gan, sợ sệt. Nếu như trở về nhà họ Tả, không phải chết thì cũng muốn bị lột da. Tả Bưu là đứa con trai duy nhất của Tả Quang Tổ đó. Bọn họ bảo vệ không chu toàn, đã định trước là phải chịu cảnh giận chó đánh mèo rồi. Không, chúng ta tuyệt đối không thể quay về nhà họ Tả, trừ phi chúng ta muốn chết. Vậy, cuối cùng, mấy người thảo luận, đen giấu thi thể đi, chạy trốn khỏi tỉnh Thanh Thiền. Tuy rằng nhà họ Tả ở Thanh Thiền một tay che trời, nhưng phương đông lớn như vậy, tìm đến nơi không ai biết, mai danh ẩn tích, vẫn có thể tránh được một kiếp. Nhà thờ tổ nhà họ Tả. Nơi này thờ phụng rất nhiều bài vị, liệt tổ liệt tông nhà họ Tả đều ở đây. Tả Quang Tổ quỳ sấp dưới sàn, sắc mặt u ám, hai tròng mắt phát ra tia tàn ác. Ông chủ, tra được một ít manh mối. Nói, Tả Quang Tổ nhìn về phía bài vị tổ tông, trịnh trọng cúng bái. Cậu Tả Bưu đi tới một nhà hàng, đang cùng một người phụ nữ. Mang nó về đây cho tôi. Thời khắc mấu chốt thế này, còn ra ngoài chơi gái, không biết sống chết. Giọng nói của Tả Quang Tổ vô cùng lạnh lẽo. Lúc này, điện thoại vang lên, tên đàn em nghe xong, ngay lập tức sắc mặt tái mét. Cậu nói, là thật sao? Nhận được câu trả lời khẳng định, thật cẩn thận mà nhìn về phía Tả Quang Tổ. Ông chủ, cậu Tả Bưu, cậu ấy, nó còn không chịu về. Quang Tiêu hừ một tiếng, chẳng lẽ, còn muốn tôi đích thân đến đón nó? Không phải, ông chủ, cậu Tả Bưu, cậu ấy chết rồi. Cái gì? Tả Quang Tổ tưởng rằng tai mình có vấn đề, đứng dậy nhưng không vững, lảo đảo đến suýt chút nữa ngã sấp xuống. Cậu Tả Bưu, chết rồi, bị người ta giết chết. Đồng tử Tả Quang Tổ co rút lịch liệt, một cỗ sát khí mạnh mẽ quét qua. Ai, là ai làm? Trong lòng ông ta, dường như đã có đáp án rồi, chỉ là không thể ngờ, Giang Hải vậy mà không hề kiêng dè mà ra tay với con trai ông ta. Còn chưa làm rõ Giang Hải vì cái gì mà nhắm vào nhà họ Tả, ân oán hai bên là vì chuyện gì, đã đến tình cảnh tuyệt đối không có khả năng hóa giải rồi. Còn chưa tra ra, tay đàn em đâu dám nhiều lời. Tả Quang Tổ cố gắng nén cơn giận, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, hơi hơi run rẩy, bước nhanh ra ngoài. Ông ta muốn đích thân đi xem đứa con trai của mình thế nào rồi.
người tóc bạc tiến kẻ đầu xanh. Đêm hôm đó, có hai chiếc xe xuất phát từ Thanh Thiền, tiến vào thành phố Giang Tư. Trên xe, là Vương Nhị, một trong bốn tay sai đắc lực của nhà họ Tả. Giờ phút này, trong tay anh ta, đang cầm một phong thư màu đen. Đây là bức thư Tả Quang Tổ gửi cho Giang Hải, một bức thư khiêu chiến. Cho dù Giang Hải nhắm vào nhà họ Tả có mục đích gì, mặc kệ Giang Hải có bối cảnh gì. Mối thù giết con, không đội trời chung. Không phải là Tả Quang Tổ bồng bột, mà là nhà họ Tả đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Ngoài người của chính nhà họ Tả ra, bọn họ còn có cả võ sĩ nước Nhật. Nhị gia, mới vừa có tin tức, Giang Hải lúc này đang ở phía tây thành phố Giang Tư. Vương Nhị gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Hai bên, gươm súng sẵn sàng, còn chưa ra tay, Vương Nhị đã ngửi được mùi khói thuốc súng. Người chết ta sống, không chết không ngừng. Phía tây thành phố, sân huấn luyện, Giang Hải đang đợi, đợi Vương Nhị đến. Hiện giờ hệ thống tình báo càng ngày càng hoàn thiện, nhà họ Tả cũng không ẩn náu. Vương Nhị muốn đến hạ chiến thư, Giang Hải đã sớm biết. Tả Bưu chết thảm, Tả Quang Tổ chắc chắn sẽ không tiếp tục ẩn nhẫn. Con trai ruột bị giết, bất kể là ai đều không nhịn được. Anh Giang, có cần? Trong ánh mắt Tần Hiên tràn ngập tia gian xảo. Giang Hải lắc lắc đầu, anh ta chỉ là đến đưa thư thôi. Nhưng, nếu như Vương Nhị chết rồi. Nếu như Vương Nhị chết ngay bây giờ, Giang Hải cũng sẽ bớt đi một đối thủ. Nhưng lại không biết rằng, Giang Hải hoàn toàn không coi Vương Nhị ra gì. Đèn xe chói mắt từ đối diện dọi đến, xe của Vương Nhị lập tức lái vào sân lớn. Mở cửa xuống xe, Vương Nhị liếc mắt đã nhìn thấy Giang Hải đang đứng khoanh tay. Anh, chính là Giang Hải. Đằng sau Giang Hải, Tần Hiên hừ lạnh, tên của anh Giang, là để cho mày gọi à. Không thèm để ý đến Tần Hiên, ánh mắt Vương Nhị trước sau đều đặt trên người Giang Hải. Đồng tử hơi co rút, thân thể, cũng có hơi căng thẳng. Anh ta nhìn không ra Giang Hải có điểm gì đặc biệt, nhưng, chính bởi vì như vậy, mới là đáng sợ nhất. Giang Hải, vậy mà lại có thể hoàn toàn che giấu tất cả hơi thở trên người mình, giấu đi khí tức, không phải là ai cũng có thể làm được. Ít nhất, Vương Nhị tuyệt không phải đối thủ của Giang Hải, thậm chí, có thể nói, đứng trước Giang Hải, Vương Nhị cũng chỉ như một con kiến mà thôi. Ba ngày sau, thị trấn Hoài ở Thanh Thiền, hy vọng anh không làm con rùa rụt đầu. Giơ chiến thư trong tay lên, tiện tay ném xuống mặt đất. Trở về nói với Tả Quang Tổ, rửa sạch cái cổ chờ đó, tôi sẽ đến. Ba ngày, chỉ có ba ngày, Tả Quang Tổ thật sự phẫn nộ rồi, sợ là giã hận không thể lập tức giết chết Giang Hải. Vương Nhị cắn chặt răng, vốn định nói thêm vài câu thể hiện chí khí tráng sĩ, nhưng cuối cùng lại lựa chọn ngậm miệng. Anh ta chỉ là một người truyền tin, hai quân giao chiến không giết sứ giả. Nhưng nếu như, anh ta buông lời quá đáng, chỉ sẽ biến khéo thành vụng. Giang Hải không nhất định sẽ tuân thủ quy tắc. Lúc này, nếu Vương Nhị bị Giang Hải giết, nhà họ Tả cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bảo Tả Quang Tổ trước tiên chuẩn bị sẵn chỗ chôn đi, chúng tôi sẽ hảo tâm giúp ông ta mai táng. Trước khi Vương Nhị lên xe, phía sau truyền đến lời khiêu khích của Tần Hiên. Hơi khựng lại một chút, Vương Nhị ngồi vào trong xe, sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Đồ cáo mượn oai hùm, chờ xử xong Giang Hải, Vương Nhị nhất định sẽ chặt Tần Hiên thành từng khúc đem cho chó ăn. Nhìn thấy đèn xe đi xa, Giang Hải mỉm cười, ba ngày, muốn chết vội như vậy sao? Nhìn về phía chân trời, trong lòng trở nên có chút phức tạp, ánh mắt lại hướng về phía Kiếm Huyền. Bên phía sư huynh, có phải xảy ra vấn đề gì không? Thâm nhập vào hang ổ của nước Nhật, tình cảnh của bố Phàm, rất nguy hiểm. Có thất hồn bọn họ, ước chừng hơn 30 cao thủ, có lẽ vấn đề không lớn. Giang Hải cúi đầu nghĩ ngợi. Vấn đề không lớn. Đây chính là vấn đề lớn, Giang Hải, không thích làm chuyện không nắm chắc. Nếu như, nhóm người bố Phàm có mệnh hệ gì, Giang Hải sẽ không tha thứ cho chính mình. Thanh Thiền. Mới đến không quá 10 người, nhân số, có hơi ít. Số võ sĩ nước Nhật tiến vào Thanh Thiền có hơn 20 người, để Giang Hải phải chú ý tới, chỉ có 10 người. Những người còn lại, chỉ là đến tìm chết mà thôi. Hai cao thủ tranh chấp, một bên có thêm mấy con kiến trợ trận, lại có tác dụng gì? Là võ sĩ nước Nhật quá tự tin, hay là đằng sau có âm mưu gì? Nếu như, chỉ là 10 cao thủ nước Nhật, chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ. Ba ngày, cũng được. Giang Hải thở nhẹ nói, giải quyết xong chuyện ở Thanh Thiền, cũng đến lúc tôi phải rời khỏi Phương Đông một chuyến.
Nhà họ Tả hạ chiến thư với Giang Hải, cũng giống như một cơn gió giật mạnh vào trời đông giá rét vậy, ở Đông Quận, nhanh chóng truyền ra. Nhất là thế lực ngầm, giống như dâng lên một hồi bão táp, không biết có bao nhiêu người đang dục dịch ngóc đầu dậy. Nhưng, khi một tin tức khác được truyền ra, lập tức lại khiến những người này án binh bất động. Lão địa của thế lực ngầm Danh Quận, Kim Thâu, ra tay rồi. Gửi thiệp mời rồi, Kim Thâu vậy mà lại không đàm phán với nhà họ Tả. Dốc tất cả lực lượng của chính mình, vậy mà vừa đến đây đã dốc toàn bộ lực lượng. Thế lực ngầm của Danh Quận, giống như một đám chó điên vậy, cùng nhau xông vào Thanh Thiền. Giật tiền cướp ăn chiếm địa bàn, đây chính là quy luật của thế giới ngầm. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Nhưng, điều khiến tất cả mọi người bất ngờ là, nhà họ Tả ở Thanh Thiền, thế mà lại gom thế lực lại, tình nguyện bỏ qua lợi ích, cũng tuyệt đối không xung đột chính diện với Kim Thâu. Chỉ gần một ngày, Kim Thâu đã nắm giữ được một thành phố, tiến về phía trước, chỉ cần qua hai thành phố nữa, Kim Thâu phải đối diện, chính là thành phố Thanh Thiền. Anh Mao, chuyến này cũng quá là đơn giản rồi. Những con rùa rụt đầu ở Thanh Thiền này, còn chưa nhìn thấy ông đây, đã từng đám cụp đuôi chạy rồi. Một gã cường tráng, ngửa đầu nốc một ngụm rượu mạnh, nói chuyện thô lỗ, trên người vết sẹo do đao chém rải rác, ánh mắt tàn nhẫn, vừa nhìn đã biết là cuộc đời không dễ dàng gì. Kim Thâu mặt không đổi sắc, không có vẻ hoan hỉ gì, thậm chí, còn khẽ nhíu mày. Có được quá dễ dàng, nhưng lại thấy như chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Thế lực ngầm ở Thanh Thiền, Kim Thâu không thèm để ý tới, điều anh ta thực sự muốn, là giúp Giang Hải. Nếu như nhà họ Tả không hề chống cự chút nào, anh ta cũng sẽ không thể giúp gì được cho Giang Hải. Nhất định phải kiềm chế thế lực nhà họ Tả, tốt nhất là khiến cho nhà họ Tả phải chịu tổn thất, chỉ có như vậy, lấy được Thanh Thiền, Giang Hải mới có thể nhẹ nhõm hơn chút. Anh Mao, có chỗ nào không đúng sao? Bên cạnh, một người nhỏ giọng hỏi. Bọn họ chiếm lĩnh hộp đêm này, trừ việc không thấy người bảo vệ khu vực này ra, những đồ đạc khác đều không mang đi. Thậm chí, bà chủ hộp đêm còn chủ động tiếp đón bọn họ. Bên cạnh Kim Thâu, chính là hai cô gái thoạt nhìn trông vô cùng trẻ trung, nhưng lại lẳng lơ nhất hộp đêm này. Nghiêng mặt, giữ lấy cầm một cô nàng, giống như kiểm tra một con gia súc vậy. Ở đây trước đó do ai phụ trách? Bất ngờ bị đe dọa, khiến cho cô gái tái mét mặt. Là anh báo. Tên nhãi danh kia trước khi chạy, không nói cái gì sao? Cô gái hoảng sợ trả lời, anh báo. Anh báo nói. Bốp. Vung tay chính là một cái tát, mặt Kim Thâu, trầm xuống. Lại cho cô cơ hội cuối cùng, nói cho cẩn thận, nói cho rõ ràng vào. Cô gái nước mắt lưng tròng, cái tên nhuộm cái đầu xanh lè ở trước mắt này, không hề biết thương hương tiếc ngọc là gì. Anh báo bảo chúng tôi, cho dù là ai đến, nếu không muốn chết, thì phải hầu hạ cho tốt. Ông đây không hỏi cô cái này, anh ta không nói tại sao lại rời đi sao? Anh Mao, lời anh báo nói, tôi cũng nghe thấy. Anh đừng dọa em tôi nói có được không? Cô gái khác ở một bên, ôm cánh tay Kim Thâu, dùng bộ ngực ra sức ma sát vào bả vai rắn chắc của Kim Thâu. Cô nói cho rõ ràng, lát nữa, tôi sẽ thưởng cho cô. Cô gái khẽ nở nụ cười, cơ thể uốn éo, kề sát vào tai Kim Thâu, thổi hơi nóng, lại nhẹ nhàng lẩm bẩm nói vài câu. Ở thành phố lâu phía trước chờ chúng tôi. Kim Thâu khẽ nhíu mày, nghĩ không ra cái gã được gọi là anh báo này có mục đích gì. Kim Thâu hất hất tay, các anh em, hôm nay cứ chơi cho đã, ngày mai, chúng ta đến chiếm thành phố lâu. Chờ nắm bắt hết cả cái tỉnh Thanh Thiền này trong tay, tôi sẽ căn cứ vào công lao lớn nhỏ, để phân công các cậu quản lý địa bàn. Chỉ cần anh em chúng ta đồng tâm hiệp lực, ăn thịt, uống rượu, phân chia tiền bạc. Một đám lưu manh nhất thời hò reo. Anh Mao, anh quên mất một câu. Một người nhảy lên bàn hét lớn. Giường lớn chia phụ nữ. Ha ha ha. Chương 319. Thành phố Giang Tư, tập đoàn Uyển Như. Uống hết một ấm trà, nằm bò lên bàn, Giang Hải ngủ rất say, nước dãi chảy ròng ròng. Chồng ơi, cô Uyển Như đẩy cửa vào, gặp bộ dạng này của Giang Hải, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Gọi Giang Hải dậy, có người tìm anh. Ai vậy? Giang Hải dụi dụi mắt. Nhà họ Bạch Phương Bắc. Không ngoài dự đoán, nụ cười trên mặt Giang Hải nháy mắt ngưng lại. Cố Uyển Như cũng không biết bản thân Giang Hải đã xảy ra những chuyện gì, chỉ là nghe được anh nói vài điều lẻ tẻ. Giang Hải với nhà họ Bạch, cũng giống như nước với lửa. Không gặp, Giang Hải khoát khoát tay,
uống cạn ly trà lạnh trước mặt. Ho khan vài tiếng, sờ sờ túi quần, lập tức đứng dậy định đi hút thuốc trộm. Em nghĩ anh nên gặp một chút, nói thế nào thì. Cũng là có cùng huyết thống. Giang Hải dừng chân, đáy lòng thở dài. Nhà họ Bạch bây giờ, đã không còn Bạch Hùng nữa rồi, là Bạch Lý Hưng làm chủ. Trong lòng hiểu rõ, đây là Bạch Hùng dồn hết tâm trí làm ra, không từ đám truyền nhân nhà họ Bạch chọn ra người thích hợp nhất nối nghiệp, lại đi lựa chọn Bạch Lý Hưng tuổi ngoài 50, lại còn có bệnh. Mục đích của Bạch Hùng, không phải là chờ ngày nào đó Giang Hải nghĩ thông rồi, trở lại nhà họ Bạch tiếp nhận cái ghế gia chủ hay sao? Chẳng qua, Bạch Hùng cũng biết, bảo Giang Hải chấp nhận nhà họ Bạch, còn khó hơn lên trời. Năm đó, ông ta quả thực đã có lỗi với Giang Hà với Giang Hải. Bọn họ tới là để nói rõ hơn về chuyện hợp tác, đang ở phòng họp. Giang Hải gật gật đầu, lập tức đi vào phòng họp. Vừa ra khỏi cửa, đã đụng phải Tần Hiên đang vội vội vàng vàng. Anh Giang! Tần Hiên nhìn trái nhìn phải. Giang Hải gật gật đầu. Không thấy có ai, Tần Hiên mới nói, Lan Hữu đến Thanh Thiền rồi. Nhẹ giọng cười lạnh, Giang Hải hừ một tiếng, tự tìm đường chết. Giang Hải vốn không vội mà gây phiền toái với nhà họ Mục, nhưng, lại không thể ngăn việc Lan Hữu tự tìm chết. Nếu như anh ta dám tới, Giang Hải cũng không để ý thuận tiện xử lý phiền phức này. Năm đó, Giang Hải bị lừa bán lên trên thuyền, người khởi xướng đằng sau, chính là mẹ con Lan Hữu. Hơn 5 năm rồi, Giang Hải không biết đã nghĩ đến bao nhiêu lần, dùng cách nào, để bắt Lan Hữu trả giá. Giết chết, quá dễ dàng cho anh ta. Giang Hải muốn anh ta, muốn sống không được, muốn chết không xong. Trước tiên không cần quan tâm anh ta, theo dõi động tĩnh của anh ta là được rồi. Tần Hiên nói, bên cạnh Lan Hữu, còn đem theo vài người thần bí, nghe nói. Nghe nói đến từ Tây Cảnh. Lông mày Giang Hải đột nhiên nhăn lại. Tây Cảnh, vậy mà cũng đến đây dẫm vào bãi nước đục này, xem ra, nội bộ Phương Đông, không ít người bắt đầu sa đọa, cùng kẻ thù truyền kiếp kết minh. Được, tôi biết rồi. Giang Hải gật gật đầu. Thông báo cho người ở Thanh Thiền, phải cẩn thận một chút, không nên làm ra chuyện gì quá lớn, 3 ngày sau, đợi tôi đến đó, cùng nhau giải quyết. Giang Hải thong thả bước vào phòng họp. Anh Giang, tôi là Bạch Hiếu. Bạch Hiếu đứng lên, hơi cúi người chào Giang Hải. Giang Hải hơi nheo mắt lại, chỉ gật gật đầu. Thái độ của Bạch Hiếu đúng mực, ánh mắt nhìn Giang Hải, lại lộ ra toan tính. Cho dù Bạch Hiếu có che giấu giỏi hơn nữa, ở trước mặt Giang Hải, cũng không thể ẩn giấu nổi. Trong lòng nghĩ cái gì, thể nào cũng sẽ để lại một chút dấu hiệu ở trên mặt, hoặc là một biểu cảm nhỏ, cho nên rất khó che giấu. Nhà họ Bạch, sao lại phái một người như thế này đến? Nhưng, thế này lại khiến cho Giang Hải cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì người tính kế, đàm phán chính là chuyện hợp tác, là lợi ích. Mà không phải bàn tình cảm, lật lá bài tình thân. Cậu Bạch, có chuyện gì sao? Giang Hải ngồi xuống, nhìn thẳng Bạch Hiếu. Anh Giang, hợp tác với tập đoàn Uyển Như, thật ra không có việc gì gấp rút phải bàn cả, lần này tôi tới, cũng là nhận lệnh của chú Bạch Lý Hưng, đến tặng cho anh một phần quà mọn. Ồ, Giang Hải tỏ vẻ kinh ngạc. Quà mọn nhà họ Bạch, sợ là tôi không nhận nổi. Bạch Hiếu rất hài lòng với thái độ của Giang Hải, anh ta không ngờ, lần đầu tiên gặp Giang Hải, đối phương lại khách sáo như vậy. Chỉ có điều, Giang Hải càng như vậy, Bạch Hiếu lại càng cẩn thận hơn, bởi vì người càng khách sáo, càng là biết cách tối đa hóa lợi ích của mình. So với dự đoán của Bạch Hiếu, Giang Hải còn trưởng thành ổn trọng hơn nhiều, từ biểu cảm của Giang Hải, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì. Chú Bạch Lý Hưng bảo tôi nhắc nhở anh, Lan Hữu đến Thanh Thiền rồi. Hiện giờ, nhà họ Mục cấu kết với nhà họ Tả ở Thanh Thiền, hy vọng anh có thể cẩn thận hơn. Ngay cả hệ thống tình báo do chính Giang Hải tự mình thành lập cũng có thể do thám được Lan Hữu đến Thanh Thiền, có thể thấy Lan Hữu căn bản là không muốn ẩn náu. Bạch Lý Hưng, sợ là không ngốc như vậy, lại cho người đến báo một tiếng, nói vài câu vô nghĩa. Nếu như thật sự thông báo đơn giản như vậy, một cuộc điện thoại, hoặc là truyền một lời nhắn, chứ đâu cần thiết phải phái người đích thân đi một chuyến. Chỉ có thế thôi sao? Giang Hải hỏi. Bạch Hiếu hỏi lại, anh Giang còn muốn biết điều gì nữa? Giang Hải lập tức đứng dậy, về phần Bạch Hiếu đi hay ở, không hề quan tâm. Bảo Giang Hải tiễn khách, Bạch Hiếu cũng phải có thân phận hay địa vị gì đó mới được. Một người vai dưới, còn không xứng để Giang Hải phải tiễn. Bạch Lý Hưng bảo Bạch Hiếu thuật lại, không chỉ là mấy câu này,
quan trọng nhất trong đó, Bạch Hiếu còn chưa nói. Khi Bạch Lý Hưng biết được mấy người thần bí cùng Lan Hựu ở cùng một chỗ đến từ Tây Cảnh, lập tức cảm thấy tình hình không ổn. Một bên, thông báo Giang Hải cẩn thận, người tới từ Tây Cảnh, là cổ võ giả, còn đối phương mạnh đến mức nào, còn chưa biết được. Nhưng, phàm là cổ võ giả, đều là hạng không tầm thường. Một bên khác, lập tức phái người đi Tây Cảnh, ông ta muốn kịp đến Thanh Thiền trước Giang Hải, khiến cho mấy gia tộc lớn ở Tây Cảnh phải vùng dậy. Cổ võ giả, tùy ý can thiệp vào tranh đấu cá nhân, tùy ý ra tay với người thường, là sẽ bị trừng trị. Nếu như mấy đại gia tộc ở Tây Cảnh kia biết thân phận của Giang Hải, sợ là sẽ bị dọa nhảy dựng lên. Bọn họ cầu có mối quan hệ tốt với Giang Hải mà còn không được, sao lại muốn kết thù với Giang Hải được cơ chứ? Bạch Hiếu, trước khi đến, ông chủ không phải dặn dò chúng ta nói như vậy. Trong số ba người nhà họ Bạch, có một người tuổi tác lớn hơn nhíu mày chất vấn. Vì sao cậu không nói nhà họ Mục có cấu kết với Tây Cảnh? Sắc mặt Bạch Hiếu nhất thời trầm xuống. Tôi chưa nói, nhưng, việc này sao lại trách tôi được? Giang Hải này, không đợi tôi nói xong, tự quay đầu rời đa, anh ta không muốn nghe, chẳng lẽ tôi còn phải đuổi theo đi quỳ xuống xin anh ta nghe tôi nói nốt sao? Nói thì là nói như vậy, đích thực là Giang Hải không muốn nghe. Nhưng, đến con lợn cũng nhìn ra được, Bạch Hiếu là cố ý giấu giếm. Tây Cảnh, đó chính là cổ võ giả. Hơn nữa, cùng Lan Hựu đến không phải là một hai người, nghe nói, phải có chừng hơn 5-6 người. 5-6 cổ võ giả cùng ở một chỗ, đi đến đâu, sợ là đều sẽ thanh thế to lớn khiến lòng người run sợ đến đó. Bọn họ liên thủ, muốn khiến cho thế giới nhỏ này tan thành cho bụi, cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Hai người nhà họ Bạch còn lại đều hiểu rõ, Bạch Hiếu đang có ý đồ gì đó. Lúc này, Bạch Hiếu là ứng viên cho người thừa kế, ngày nào đó Bạch Lý Hưng không muốn làm gia chủ này nữa, vị trí đó đương nhiên sẽ truyền lại cho Bạch Hiếu. Nhưng, Bạch Hiếu lại đang sợ, anh ta sợ Giang Hải sẽ đột nhiên quay về nhà họ Bạch. Nếu như Giang Hải trở lại nhà họ Bạch, vị trí gia chủ sẽ chẳng còn dính dáng gì tới anh ta nữa rồi. Hiện giờ, nhà họ Tả ở Thanh Thiền, nhà họ Mục phương Bắc, hai bên liên thủ nhắm vào Giang Hải, nhất định phải đẩy anh ta vào chỗ chết, hơn nữa, còn có cổ võ giả Tây Cảnh ra tay. Giang Hải chính là thập tử nhất sinh. Chỉ cần Giang Hải chết, anh ta có được vị trí gia chủ, cũng sẽ không phải lo lắng thấp thỏm nữa rồi. Nặng nề thở dài một tiếng, người kia nói, thôi bỏ đi, chúng ta quay về báo cáo đi. Trở về. Về nhà họ Bạch. Về đến nhà họ Bạch, Bạch Hiếu báo cáo như thế nào? Nói Giang Hải không muốn nghe à? Hay là nói bản thân không muốn nói? Hay lại là muốn dồn Giang Hải vào chỗ chết? Bạch Hiếu tất nhiên có tính toán của riêng mình. Tạm thời chúng ta còn không thể trở về. Bạch Hiếu tất nhiên sẽ không quay về phương Bắc ngay bây giờ. Anh ta phải đợi, đợi Giang Hải chết rồi mới quay về. Ván đã đóng thuyền, chắc chắn sẽ bị Bạch Lý Hưng trừng phạt. Nhưng, so sánh với việc loại bỏ được Giang Hải, lại lợi hơn nhiều. Dù sao, nhà họ Bạch có không ít trưởng bối, đều rất ủng hộ Bạch Hiếu. Không quay về, ở thành phố Giang Tư làm cái gì? Tất nhiên là xét duyệt dự án, nhà họ Bạch chúng ta với tập đoàn Uyển Như hợp tác về kỹ thuật chip công nghệ, khu công xưởng đã được đầu tư xây dựng, chẳng lẽ, nhà họ Bạch lại mặc kệ không quản không dám sát sao? Nhưng, sắc mặt Bạch Hiếu phát lạnh, hù lạnh một tiếng, không nhưng nhị gì cả, nếu đã đến rồi, tất nhiên phải làm cho tốt chức trách của mình. Dù sao, Bạch Hiếu là người có khả năng cao sẽ được thừa kế vị trí gia chủ. Hai người còn lại cũng không dám nói cái gì. Mang tâm tư trong lòng rời khỏi tập đoàn Uyển Như. Đi xuống lầu, Bạch Hiếu quay lại ngẩng đầu, trong lòng âm thầm nói, nếu như tập đoàn Uyển Như không có Giang Hải, làm gì có ngày hôm nay. Chỉ cần Giang Hải chết, tập đoàn Uyển Như sẽ trở thành một chiếc bánh ngọt mê người. Nhà họ Bạch phải nhanh hơn một bước tranh tham gia tranh đoạt mới được. Giang Hải bên này, tựa vào cửa sổ, hút thuốc, nhìn xuống ba người dưới lầu rời đi. Mà lúc này, điện thoại lại vang lên. Vừa nghe điện thoại, vậy mà lại là Bạch Lý Hưng. Chú Bạch, nghe điện thoại, biểu cảm Giang Hải lúc thì nhíu mày, lúc thì cười nhẹ. Đúng là gừng càng già càng cay, Bạch Lý Hưng phái Bạch Hiếu đến trước, trong lòng cũng là tự có suy tính. Chỉ là, tâm tư đố kỵ của Bạch Hiếu, khiến ông ta thật sự rất thất vọng. Lanh lợi quá, cuối cùng thông minh quá ngược lại bị thông minh hại. Cháu không cần. Giang Hải thản nhiên nói. Đối với trợ giúp của nhà họ Bạch,
Giang Hải không hề có chút thiện cảm nào, lại càng không mảy may biết ơn. Rất lâu sau, Giang Hải vẫn không nói gì, do dự hồi lâu, cuối cùng, vẫn là gật đầu. Được, coi như là cháu nhận của nhà họ Bạch một cái ân tình đi. Trong điện thoại, Bạch Lý Hưng thở dài, là nhà họ Bạch nợ cháu trước giờ đều không nợ nhà họ Bạch cái gì. Chú Bạch, cháu còn có việc, cứ như vậy đi. Lôi kéo cảm tình, bồi dưỡng tình cảm, Giang Hải sẽ không cho Bạch Lý Hưng cơ hội. Khóe miệng hơi hơi cong lên, tự nói, xem ra, tất cả mọi kế hoạch, đều phải thay đổi rồi. 3 ngày, Giang Hải không làm gì cả, vẫn không có gì khác biệt với mọi ngày, uống trà, ngủ một giấc. Ngày thứ ba, Cố Uyển Như tiễn Giang Hải xuống lầu, lưu luyến không rời, nhìn theo đèn đuôi xe đang rời xa. Thật không ngờ, Cố Tổng với anh Giang lại vợ chồng ân ái đến thế. Bên cạnh, một tiếng cảm khái phát ra từ đáy lòng. Người nói chính là Minh Khôn. Giang Hải rời đi, còn mang theo hầu hết cao thủ. Bên cạnh Cố Uyển Như không thể không có người bảo vệ, Giang Hải không an tâm. Một mực đứng ở phía sau màn, Minh Khôn rất ít khi lộ mặt trước người khác đã lựa chọn nhận trọng trách này. Khoảng thời gian Giang Hải không ở đây, anh ta sẽ lái xe đưa đón Cố Uyển Như, cũng bảo vệ an toàn cho cô. Cười ngượng ngùng, Cố Uyển Như xoay người. Anh ấy, đi làm gì vậy? Cố Uyển Như từng hỏi Giang Hải. Đáp án của Giang Hải là đi giúp bạn bè. Tất nhiên Cố Uyển Như không tin. Cô nhìn ra, chuyện mà Giang Hải muốn đi làm, rất nguy hiểm. Đã kết hôn với Uyển Thuần, Chu Khải lấy được vợ nhà giàu đã trở lại làm việc. Anh ta nghe nói Giang Hải thiếu người, ngàn dặm xa xôi vội vàng tới giúp đỡ, kết quả, Giang Hải lại cự tuyệt. Người đã rời đi, Giang Hải nhất quyết không dùng lại. Anh ấy, đang làm vì cả phương Đông. Xua đuổi gặc cỏ, đối với đế vương mà nói, là sứ mệnh. Anh ấy, Cố Uyển Như có hơi giật mình, Giang Hải chưa từng nói, là anh ấy làm việc cho hoàng thất. Minh Khôn không giải thích, anh ta cũng không ngờ, Cố Uyển Như sẽ hiểu lầm thành như vậy. Chương 320. Thành phố lâu, Kim Thâu vẻ mặt vô cùng khổ sở, ra sức gãi cổ. CMN, đây là tình huống gì? Từ lúc Kim Thâu đem người tiến vào Thanh Thiền, không gặp phải chút kháng cự nào. Nhà họ Tả ở Thanh Thiền lựa chọn nhượng địa bàn, cứ như là sợ Kim Thâu vậy. Chẳng lẽ, là anh Giang ở bên đó tiến hành rất thuận lợi, làm nhà họ Tả không thể rảnh rỗi mà chú ý đến bên này. Gãi gãi đầu, Kim Thâu cũng không tin, nhà họ Tả sẽ yếu ớt như vậy. Ở Thanh Thiền, nhà họ Tả một tay che trời, có thể nói là chỉ cần hắt xì một cái, cho dù là thế lực ngầm hay là các gia tộc lớn, đều phải run rẩy sợ hãi. Tuy rằng Kim Thâu ngồi ở vị trí cao, nhưng, thực lực của anh ta, thật sự còn kém xa, nhất là trên tay cũng chẳng có cao thủ gì. Ra khỏi thành phố Giang Tư, Kim Thâu mới biết, đứng trước mặt bao nhiêu cao thủ, bản thân mình chả là cái dám gì, dù sao thì anh ta cũng mới chỉ tu luyện được mấy tháng. Nếu nói đến thực lực của Kim Thâu, chỉ có thể coi là ngang với võ giả, nhưng so với cổ võ giả, còn kém xa. Trạm tiếp theo, chính là thành phố Thanh Thiền rồi. Nhà họ Tả, không phải là muốn chúng ta tiến vào xào huyệt của bọn họ, rồi một mẻ bắt gọn chứ. Không thể không phòng, Kim Thâu cũng không phải là không có đầu óc. Anh Mao, một tên đàn em bước nhanh vào. Bên ngoài có người tìm anh. Tìm tôi, ai, Kim Thâu nghiêng mình, còn tưởng là người nhà họ Tả. Anh ta nói anh ta tên là Tần Hiên. Anh Hiên, Kim Thâu giật mình một cái, nhảy dựng lên, mau, mau mời vào. Tuy rằng bây giờ Kim Thâu được xem là lão đại hàng thật giá thật ở thế lực ngầm, nhưng, anh ta vẫn muốn đi theo bên cạnh Giang Hải. Tiền quyền nhiều hay ít, Kim Thâu không quan tâm, anh ta là muốn lớn mạnh. Ở cái thế giới này, vĩnh viễn chỉ có một cái quy tắc, đó chính là kẻ mạnh thống trị tất cả. Kim Thâu, tên nhóc nhà cậu hiện giờ thật uy phong nhỉ. Lập tức, giọng nói của Tần Hiên truyền đến. Tần Hiên rất hâm mộ Kim Thâu, anh ta không giống Kim Thâu, càng thích trở thành kẻ thống trị hơn. Nhưng đồng thời, Tần Hiên cũng biết, thực lực của bản thân mãi mãi không đủ, cho dù Giang Hải đưa anh ta lên vị trí kia, anh ta cũng không giữ nổi nổi. Trèo cao ngã đau, Tần Hiên chỉ sẽ chết càng sớm. Anh Hiên, anh đang cười tôi sao? Tay lớn giang ra, Kim Thâu ôm Tần Hiên. Anh Giang ở bên đó, vẫn ổn chứ? Tần Hiên nói, ai có thể chọc nổi anh Giang? Cũng đúng, Kim Thâu cười lớn. Mang rượu lên, hôm nay, tôi phải cùng với anh Hiên uống cho đã. Trước đây, Kim Thâu và Tần Hiên còn nhìn nhau không vừa mắt, hiện giờ,
xa cách mấy tháng, mọi sự khó chịu sớm đã tiêu tan hết, chỉ còn lại tình anh em chí cốt. Càng huống hồ, hai người căn bản không có mâu thuẫn lớn nào. Tần Hiên khoát tay, lắc đầu, còn uống rượu cái gì, cậu thật đúng là tên ngốc hết chỗ nói. Như thế nào? Từ lúc cậu đến Thanh Thiền, có phải đến một cọng lông của nhà họ Tả cũng không nhìn thấy? Tần Hiên trầm mặt xuống. Kim Thâu lại gãi gãi cái gáy, có hơi ngại ngùng, cười gượng một tiếng, vừa rồi tôi còn thấy kỳ lạ đây, nhà họ Tả này cũng quá khiếp đảm rồi. Hừ, lại qua một ngày nữa, tất cả lũ bọn chúng, đều phải chết. Tần Hiên gằn giọng, còn chưa nghĩ ra sao. Anh Hiên, anh có thể nói thẳng luôn không, lúc nào cũng cứ thích úp úp mở mở. Kim Thâu cũng là nóng nảy, xem ra, thật sự là xảy ra chuyện gì rồi. Nói mau đi, anh Giang bên đó, xảy ra chuyện gì rồi. Tần Hiên cười thản nhiên, dù nói thế nào, lòng trung thành của Kim Thâu với Giang Hải, vẫn khiến người khác phải kính phục. Kéo Kim Thâu sang một bên, Tần Hiên kể chi tiết lại kết quả phân tích. Quyết chiến đã đến thời khắc mấu chốt, nhà họ Tả tuyệt đối sẽ không phân tách nhân thủ ra. Tập trung tất cả lực lượng, giết chết Giang Hải, những người còn lại, cũng sẽ trở thành cá thịt mặc người sâu xé. Ngay cả thế lực ngầm ở danh quận, cũng sẽ bị nhà họ Tả chiếm đoạt. Kim Thâu mỗi ngày một thành phố, thoải mái nhẹ nhàng mà nắm giữ. Sở dĩ dễ dàng được như vậy, chẳng qua là để kéo dài thời gian Kim Thâu tới nơi. Quân đội không đánh mà thắng, hay là yên bình trước phong ba. Thật là giỏi tính toán. Giờ thì Kim Thâu hiểu rồi. Điểm mấu chốt, chính là ở người bên cạnh Giang Hải, ít đi một người, đều sẽ là sự suy yếu. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Kim Thâu lượn trái lượn phải, rồi đập đùi, tôi tập hợp tất cả người, trực tiếp đi tìm anh Giang. Nói xong, quay đầu muốn tập kết nhân thủ. Tần Hiên vội vàng chặn lại, gấp cái gì? Cúi người tiến lên trước, nói thầm vài câu bên tai Kim Thâu. Trên mặt Kim Thâu thần sắc bất định, sâu trong đồng tử, lộ ra tia dục vọng tàn nhẫn với xảo quyệt. Cái này được, vỗ bả vai Tần Hiên, Kim Thâu cười gian xảo, nếu tôi. Tần Hiên làm ra động tác ra dấu im lặng. Ở đây, dù sao cũng là địa bàn của nhà họ Tả, Kim Thâu chiếm giữ, cũng chỉ là tạm thời, ai cũng không biết được, có gian tế hay không. Gật gật đầu, Kim Thâu vuốt vuốt cằm, lập tức tập hợp nhân thủ. Đến thành phố Sơn. Anh Mao, có người vừa mới uống rượu xong, có vẻ hơi say, lại tiếp tục uống tiếp, đoán chừng sẽ gục luôn lên bàn. Đã đêm rồi, để ngày mai hẵng đi chứ. Kim Thâu trợn mắt, giọng nói trở nên lạnh băng. Tôi nói cái gì, cậu điếc à? Ông đây không phải đang thương lượng với các cậu, mà là thông báo cho các cậu. Kỷ luật nghiêm minh, đàn em của Kim Thâu, nghe lời răm rắp. Kim Thâu vẫy vẫy tay, kéo một người qua nói nhỏ vài câu. Người này cũng là một trong đám người đầu tiên mà Giang Hải huấn luyện, đến danh quận, làm trợ thủ cho Kim Thâu, hai người thân như anh em ruột. Sau đó, Kim Thâu với Tần Hiên lên một chiếc xe, đi trước. Thành phố Thanh Thiền, nhà họ Tả. Nhìn thấy tin tức vừa được truyền tới, Tả Quang Tổ phát tiết đập mặt bàn. Ông ta nghĩ không ra, Kim Thâu vì sao lại đột nhiên di chuyển. Nếu như nhìn thấu được mục đích nhà họ Tả, lúc này, lẽ nào không phải nên trực tiếp đến thẳng thành phố Thanh Thiền sao? Vì sao lại bỏ gần tìm xa, bỏ chủ tìm thứ, đi thành phố Sơn xa hơn chứ? Thành phố Sơn, mặc dù cũng có ít sản nghiệp của nhà họ Tả, nhưng đối với trận tranh đấu này của Giang Hải mà nói, không hề quan trọng. Nếu đã nghĩ không ra, Tả Quang Tổ dứt khoát ném chuyện này sang một bên. Đám ô hợp Kim Thâu này, còn không có tư cách khiến nhà họ Tả xem trọng. Thông báo cho thành phố Sơn bên đó, giao địa bàn cho tên họ Mao đó. Trực tiếp từ bỏ, tập hợp người lại nhiều nhất có thể, đến tiếp ứng cho việc quyết chiến với Giang Hải. Ba ngày, nháy mắt đã tới, Tả Quang Tổ có hơi không đợi nổi rồi, ông ta nhất định phải tự tay giết chết Giang Hải, vì con trai, vì cháu trai mà báo thù. Ông chủ, Lan Hữu với Tuyệt Hậu tới rồi. Tả Quang Tổ gật gật đầu. Phòng khách, Lan Hữu vắt chéo chân, ngồi uống trà một cách tao nhã. Tuyệt Hậu thì giống như là cả đời chưa từng được gặp con gái bao giờ vậy, giữ chặt tay cô gái trong nhà Tả Quang Tổ không buông. Cô gái cực kỳ sợ hãi, nhưng lại không dám đắc tội khách quý của Tả Quang Tổ, mặt đỏ ửng, kháng cự nhưng cũng không cương quyết. Anh Tuyệt Hậu, thẩm mỹ của anh, đúng là rất khác biệt. Hành vi này của Tuyệt Hậu, ngay cả Lan Hữu nhìn cũng cảm thấy ghê tởm. Cô gái này, ngoại hình bình thường, dáng người lại còn hơi béo. Nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Lan Hữu,
sắc mặt Tuyệt Hậu nháy mắt trở nên khó coi. Mà lúc này, Lan Hữu lại cười không đứng đắn, từ trong ngực lấy ra vài tấm ảnh, ném lên trên bàn trước mặt Tuyệt Hậu. Anh Tuyệt Hậu, anh xem mấy người phụ nữ này, như thế nào? Cô này, là chủ tịch tập đoàn Uyển Như, Cố Uyển Như. Có phải là trong sự trẻ trung mang theo chút mị hoặc không? Cô này, là con gái lớn nhà họ Mục ở thành phố Giang Tư, Mục Yên, cũng xem như có chút quan hệ thân thích với tôi. Cô này, là ở Phương Đông, cũng được xem như là nghệ sĩ có chút danh tiếng, đặc biệt là gần đây, danh tiếng lại càng ngày càng nổi. Anh Tuyệt Hậu, thích không? Nhìn thấy ảnh chụp của ba cô gái, Tuyệt Hậu không thể rời mắt. So sánh một chút, thì những người phụ nữ lúc trước Tả Quang Tổ tìm cho anh ta, chính là rác rưởi. Trừ bỏ vẻ cợt nhả ra, thì chẳng có điểm gì khác. Cậu Mục, cậu đây là có ý gì? Tuyệt Hậu liếm liếm môi, ánh mắt, trước sau vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh, ý tứ dâm loạn, không có chút ý che giấu nào. Lan Hữu mỉm cười, nhưng bọn họ, đều là người phụ nữ của Giang Hải. Ồ, Tuyệt Hậu vuốt vuốt cằm, trong lòng, đã có kế hoạch có được ba người phụ nữ này. Hai người đang thương lượng, bắt được mấy người phụ nữ này sẽ dạy dỗ như thế nào, Tả Quang Tổ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tiến đến. Cậu Mục, cao thủ của cậu đâu? Lửa giận ngập trời, tâm tư sốt ruột, trong lòng Tả Quang Tổ, chỉ muốn báo thù, đi thẳng vào vấn đề hỏi Lan Hữu. Ông Tả, cao thủ của tôi, đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện. Bọn họ, đều là đến từ Tây Cảnh. Giơ tay ngắt lời Lan Hữu, Tả Quang Tổ trầm giọng hỏi, thế bọn họ đâu hết rồi? Lan Hữu biểu cảm hơi thay đổi, có chút không vui. Nhà họ Mục phương Bắc, há có thể để cho nhà họ Tả ở Thanh Thiền đứng ngang hàng, từ trước tới giờ. Nhà họ Tả tác oai tác quái ở Thanh Thiền, lẽ nào lại tự đại đến nỗi tự cho rằng có thể sánh ngang hàng ngang vế với thế gia đại tộc ở phương Bắc rồi sao? Tuy rằng có hơi khó chịu về thái độ cậu ông ta, nhưng về tình Tả Quang Tổ vừa mất đi con trai, Lan Hữu không thèm chấp nhặt với ông ta. Bọn họ đều là cao thủ, tất nhiên là xem thường chúng ta. Nhưng, chuyện bọn họ đã đồng ý, thì nhất định sẽ làm được. Tả Quang Tổ cắn chặt răng, quả thật. Cổ võ giả mỗi người đều sẽ có sự thanh cao kiêu ngạo của mình, chỉ cần đến thời khắc mấu chốt có thể vì nhà họ Tả ra tay là được rồi. Có sự tương trợ của Lan Hữu, Giang Hải, càng là phải chết. Tả Quang Tổ quay người ngồi xuống. Ông Tả, chuyện chúng ta bàn bạc trước đây. Tả Quang Tổ gật đầu, tất nhiên tôi sẽ không quên, Giang Hải chết, tôi sẽ không động đến một phần nào của tập đoàn Uyển Như, nhưng, nhà họ Mục có thể lấy được bao nhiêu, lại phải xem bản lĩnh của chính cậu rồi. Có lẽ, người khác muốn có được tập đoàn Uyển Như còn cần tốn chút mưu tính, nhưng đối với nhà họ Mục mà nói, không phải chuyện gì khó. Dù sao, nhà họ Mục ở thành phố Giang Tư, đứa con bị vứt bỏ của nhà họ Mục phương Bắc này, dù nói thế nào, cũng mang họ Mục. Lợi dụng tầng quan hệ này, khống chế tập đoàn Uyển Như, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao. Lan Hữu nhìn Tuyệt Hậu, nhếch miệng, cười gian ác, anh Tuyệt Hậu, tôi tin là không bao lâu nữa, anh sẽ nhận được ba món quà. Phương Đông, sẽ làm anh vui đến quên cả lối về. Reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy người, Lan Hữu cầm điện thoại lên, sắc mặt hơi thay đổi. Đi đến một bên, nghe điện thoại. Anh Quy, anh có gì phân phó? Lan Hữu cười nịnh nọt, đối mặt với những cổ võ giả này, phải vạn phần cẩn thận, ở trước mặt cổ võ giả, đừng nói đến Lan Hữu, cho dù là nhà họ Mục ở phương Bắc, cũng chỉ giống như con kiến. Cái gì? Sắc mặt Lan Hữu tái mét, giống như là vừa bất ngờ xảy ra một trận bệnh nặng vậy, mặt cắt không có chút màu máu nào. Hai mắt trống rỗng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong phòng khách, một người tới báo. Gia chủ, Giang Hải, đã vào đến Thanh Thiền. Tả Quang Tổ chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng từ từ treo lên nụ cười, đến đúng lúc lắm. Tao chỉ sợ mày không đến. Khoát tay, bảo người kia rời đi. Tả Quang Tổ nhìn về phía Tuyệt Hậu, anh Tuyệt Hậu, lần này... Nhờ cậy cả vào võ sĩ nước Nhật ra tay rồi. Tuyệt Hậu cười gian xảo gật đầu, nhưng trong lòng, lại lộ ra vẻ không ổn. Đế vương, làm gì có chuyện muốn giết là giết được. Nếu như liều cái mạng già này, có thể giữ chân Giang Hải, đã xem như thắng lợi rồi. Chẳng qua, hiện giờ có cao thủ nhà họ Tả, còn có cao thủ mà nhà họ Mục mang tới. Bắt được Giang Hải, sẽ không phải là chuyện khó nữa rồi. Lan Hữu quay lại. Giọng nói có hơi run rẩy, ông Tả, tôi đột nhiên có chút việc cần xử lý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 320.